GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp, thành viên thuộc Tinko Group. Gục ngã. Coi sao bị ngộp thở nè. Phẫn nộ. Trời ơi, biên tập tái hiện lại cái cảnh của người ta. Ác quá đi. Bất ngờ. Mình là một tình yêu lớn của bạn ấy từ lúc bạn ấy mới sinh ra đời. Tôi tức cái chương trình này. Còn thiếu cảm xúc nào mà MC Trấn Thành chưa nếm trải khi đến với Nala? Dĩ nhiên đêm nay mọi thứ chưa dừng lại. Em và cô gái ấy là một cái mối quan hệ đẹp đẽ giữa thanh xuân của em. Cô gái. Em là bisexual. Oh my god. Tình yêu quan trọng là người ta cho mình cái sự rung động, chứ em không quan trọng trai hay gái. Minh Tú cũng vậy, cũng từng cảm nắng một người đồng giới với mình. Và mình cũng không có quan trọng việc là phải quen con trai hay quen con gái. Oh. Cái câu chuyện tình yêu của mình nó cũng giống nhau y chang. Em cũng bi luôn hả? Em cũng đã từng cảm nắng một người đàn ông. Trời ơi, cái gì nổi dài dài vậy? Anh đừng sợ. Lại là một đêm bất ổn rồi. MC Trấn Thành ơi, phải làm sao, phải làm sao? Xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Ấy Là Ai do Vion và V Channel thuộc đất biệt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel V Giải Trí và được phát trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda, Mirinda vị soda kem Việt Quốc chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Tinko Group. Quý vị và các bạn có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí Vion để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn Người Ấy Là Ai. Đồng thời chúng ta cũng có thể view vz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta thấy là sân khấu hiện nay đang trống, không có một cái gì ngoài tôi cả. Vì sao ạ? Bởi vì khách mời ngày hôm nay vô cùng đặc biệt. Họ cùng đến từ một nơi, một con hẻm, được gọi là hẻm cục. Xin được giới thiệu nhân vật quen thuộc đầu tiên, thưa quý vị, Minh Tú. Xin chào đón Lê Dương Bảo Lâm. Xin giới thiệu Quốc Khánh. Và thành viên cuối cùng xin giới thiệu Lỗ Lỗ. Một lần nữa chào đón mọi người đến với Người Ấy Live. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ chào đón người lần đầu tiên đến với chương trình Người Ấy Là Ai. Đó là Lộ Lộ. Hello. Oh, oh. Lời nói đầu tiên xin cho phép Lộ Lộ gửi đến tất cả quý vị khán giả của Người Ấy Là Ai lời chào trân trọng nhất. Wow. Thank you. Giọng lanh lảnh à. Fan quá. Tại vì bà Hai Lộ là giật được cái vai nhờ cái giọng đó. Đúng rồi. Cho nên là nói sao là phải nghe đúng bà Hai Lộ mới được. Đúng rồi. Cảm ơn quý vị. Thank you. Thank you. Quý vị biết không, Lộ Lộ ngoài là một diễn viên rất là đáng yêu và duyên dáng thì bạn cũng là một người hát rất là hay. Cho nên chắc là lần đầu tiên đến chào sân hát tặng mọi người một câu đi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời nghe Bầu Ơi Đừng Khóc.
Bầu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau. Họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu. Thế nhưng mình luôn nhắc mình sống cho nghĩa tình, sống ra con người. Đó cũng là lời nói dành cho các vị giám khảo còn lại. Và sống cho nghĩa tình nha, đừng chặt chém nhau. Vâng, và xin mời quý vị gặp gỡ diễn viên Quốc Khánh ạ. Lần đầu tiên đến với Nghệ là ai? Em cảm thấy thế nào? Đây là cái chương trình lấy đi rất là nhiều nước mắt cũng như là nụ cười của em. Và cái điều mà em thích nhất khi mà em xem chương trình đó là em thèm được yêu lắm anh. Thèm yêu à? Dạ, em nghĩ là đây là một cái chương trình khá là tích cực cho những cái người mà lâu rồi mà không có tình yêu đó. Họ xem, họ lắng nghe những câu chuyện tình yêu của người khác, họ sẽ muốn được yêu giống như em hơn. Đúng, Minh Tú đã có cảm giác đó thưa quý vị. Mặc dù sau thời gian gọi là bình ổn đúng không ạ? Dạ. Tham gia chương trình xong em cảm giác muốn yêu lại không? Em tham gia chương trình xong thì em bị loạn xạ về cái màu sắc của em luôn rồi. Bị đó. Loạn màu luôn. Đúng hả? Đúng rồi. Thôi chết. Tại vì khi mà tham gia vào chương trình đó, mình được truyền cảm hứng từ tất cả các bạn tham gia ở đây rất là nhiều, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT. Em... Nha, yeah, có nghĩa là mình dần cảm thấy rằng là mọi thứ nó đơn giản hơn. Đúng rồi. Ngày xưa khi em chọn trong tình yêu, em sẽ chọn lý trí rất là nhiều. Lúc nào cũng sẽ chọn cái sự an toàn. Đôi lúc em lại quên đi cái việc là mình phải yêu, mình phải hạnh phúc và mình sẽ phải muốn hẹn hò với người đó. Nhưng mà khi tham gia chương trình xong thì bắt đầu thay đổi suy nghĩ của em khá là nhiều. Dạ. Ok, thưa quý vị, nói về người mà luôn luôn có cảm giác muốn trở lại từ đầu với những gì mới mẻ nhất thì không ai hơn đó là Dương Lâm. Luôn luôn năng lượng, luôn luôn tươi mới, phải không ạ? Khán giả bên trái ơi! Trời ơi! Khán giả bên phải ơi! Khán giả mặt tiền ơi! Khách mời ơi! Tới giờ nay mà còn ở ngoài sân ngoài bãi nữa thiệt á. Dạ đó, rồi thì bây giờ em xin chào tất cả mọi người. Thưa quý vị, thời gian thấm thoát thôi đưa thì năm nay là năm thứ 3 rồi. Không hiểu có chuyện gì xảy ra mà 3 năm ekip Người Ấy Là Ai không mời em nữa. Không mời em nữa. Ủa? Có không? Đúng, từ cái ngày đầu tiên là năm 2000 gọi là lâu lắm rồi. Cái lúc mà em còn mập thù lù đó. Bây giờ em đã giảm cân rồi và cộng đồng mạng đang kêu em là Lee Minho. Lee Minho Đồng Nai. Thì em nghĩ là chương trình thấy cái ngoại hình của em bắt mắt quá. Cho nên đã mời em về đây. Và trải qua rất là nhiều năm hạnh phúc bên gia đình thì em tin những lời nói của em ngày hôm nay sẽ giúp nữ chính chọn ra một nửa của mình. Mong mọi người ủng hộ em thật là nhiều. Tụi này thì đám cưới không á? Ờ, dễ sợ thiệt. Có con ba đứa đó bận áo màu tím chịu nổi không? Em thấy mấy anh mà màu tím đó ra là vỗ tay rần rần. Với lại cái hiệu ứng của chương trình làm thấy màu tím là đậm đà nhất. Đúng không? Cho nên ngày hôm nay em quyết định một màu tím. Để sao ạ? Chiếm cái spotlight. Cái gì nó lại? Chiếm gì? Spotlight. Rồi anh Thành, em rất là tức anh Thành ơi. Cái gì? Là bữa là chương trình đã mời em một lần rồi. Ừ. Tự nhiên đến gần ngày quay, cái biên tập đó mà anh làm ơi, hôm nay là nữ chính khách mời là người nước ngoài, họ giao tiếp bằng tiếng Anh thôi. Cho nên em thấy gọi là anh gọi là không có vốn tiếng Anh cho nên em cancel anh. Trời ơi. Là cancel em một trận đó, không biết tiếng Anh đó. Bữa bé đó người Pháp em. Người Pháp hả? Ừ. Thì đó. Cho nên có biết tiếng Anh thì cũng không giúp ích được gì đâu. Vậy mà nỡ lòng nào cancel em. Cancel phải không? Thì có tức. Tức không? Bộ đồ là mấy mùa rồi nè, mai sẵn nè. Năm 2000 gọi là 19 tới bây giờ. Tới bây giờ phải không? Mới được mặt đó. Không sao, lần này giảm cân thành công. Hy vọng rằng là ghi hình cũng thành công nha. Dạ. Tím spotlight nha. Tím spotlight. Đâu đọc lại coi tím spotlight nè. Tím spotlight. Về luôn. Đây. Về luôn, say. Đây. Ok. Wow, hôm nay là đủ màu nha. Dạ. Có xanh, có tím, chưa có đỏ thôi. Dạ, em thấy là anh Thành bị mù màu đó. Không, anh mù màu nhưng anh có những cái cơ bản anh còn biết được em. Được không anh? Đừng đừng có coi thường anh tới mức độ đó. Dạ. Ừ. Hãy xem, nữ chính của chúng ta sẽ là một người như thế nào. Xin mời. Cũng như ba cô gái khác, mình là một cô gái năng động, vui vẻ. Wow. Ban ngày mình làm những điều mình thích, còn ban đêm
mình ngủ. Xin chào mọi người, mình là Hồng Nhung, tên của một loài hoa đẹp có gai, nhưng mà không phải ai cũng hái được đâu nha. Hiện tại mình là một diễn viên và là một KOC. Mình là một người yêu bản thân, sống lạc quan, hay làm cho người khác cười. Nhưng mà đâu ai biết rằng ngày nào mình cũng mắc cười. Mọi người cứ nghĩ á là mình không có người yêu cũ, nhưng sai rồi nha. Để mình kể cho mọi người nghe nhé. Mình đã từng có một mối tình kéo dài 4 năm. Bọn mình bên nhau qua những cột mốc quan trọng. Từ cái lúc mà ly trà sữa hai đứa còn chia đôi, cho tới khi hai đứa ra trường đã có gì đó cho sự nghiệp của mình. Ngỡ như sẽ đi cùng nhau tới tận cùng, nhưng mà giữa đường thẳng đó lại dần dần có khoảng cách, đổ có khoảng trống để cho người thứ ba bước vào. Khi mà cả hai đã không còn chung quan điểm, không còn mục đích cho tương lai nữa, ở bên nhau chỉ như là sự quen thuộc thôi á, phai nhạt là cái chuyện sớm muộn đúng không? Sau đó một khoảng thời gian, khi mà cả hai người đã tự chữa lành được tâm hồn, tụi mình lại quay trở lại làm bạn, đồng hành bên nhau như là hai đường thẳng song song. Ai rồi thì cũng sẽ có người yêu nữa thôi. Mình lại tiếp tục tìm hiểu một chàng trai khác. Người này là một người nước ngoài. Hai người như một đường thẳng, đến với nhau rất nhanh, nhưng mà cũng đi rất vội, vì mình đã thấy những điều không nên thấy. Anh ấy không phải là một người chung thủy, nhưng mà lúc đó mình chỉ thấy bình thản thôi. Phụ nữ 2022 mà, phải biết nói bye bye với những chàng trai ham ngã và nhiều cô gái chứ, đúng không? Thôi, buồn chút xíu thôi. Đâu ai buồn hoài buồn mãi. Mưa nào mà mưa chẳng tạnh, buồn nào mà buồn trải qua. Mình tin tới một ngày nào đó sẽ có một người đến bên mình, cùng làm với mình những điều bình thường nhất, để có một cái kết thật là trọn vẹn, như là hình tròn vậy đó. Nên là em rất mong ban cố vấn và anh Thành sẽ giải giúp em bài toán này và tìm cho em một nửa kia phù hợp nhé. Và xin chào đón nữ chính của chương trình ngày hôm nay, Hồng Nhung. Tươi quá nha. Tại sao một người đẹp như vậy mà phải gọi là đi kiếm tình yêu với anh Thành? Nên phải hỏi. Dạ. Em giới thiệu một chút về mình đi ạ. Dạ, lời đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào tới anh Thành, các anh chị ban cố vấn và tất cả các khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Hồng Nhung, hiện tại 25 tuổi. Tới tháng 9 này thì em sẽ 26 tuổi. Ủa vậy là em sinh tháng 9? Dạ, em sinh ngày 2 tháng 9 đó. Hả? Em sinh ngày 2 tháng 9 nè. Quốc khánh hả? Đúng rồi. Vậy là theo mà cung hoàng đạo là em với bạn này cùng cung sử nữ với nhau. Sử nữ thì sao? Sẽ kiểu là một người hơi kỹ tính tí xíu đúng không em? Cái gì cũng phải hoàn hảo tí xíu. Là một người khá là sâu sắc đây, em hiểu vậy. Lộ lộ tụi cung gì? Em không biết, em không có rành về cái vậy cung chắc đó. Làm diễn bên cung văn hóa lao động. Dạ. Còn em cung gì? Anh là 11 tháng 7 là em coi giùm anh coi trong người anh có cái gì em. 11 tháng 7 là cung cự giải. Cự giải. Dạ, hình tượng nó là cua đó, cho nên là có khuynh hướng chơi ngang. Ngang như cua. Dạ. Dạ. Người anh có mũi tên gì hay không? Mũi tên Út Giận. Mũi tên Quốc Giận hả? Có giận lắm không? Không giận, nhưng mà cái mặt nó cứ quào quào vậy. Rồi, anh muốn biết người yêu đầu tiên của em á, bạn ấy đã bắt đầu phai nhạt tình yêu với em và có một cái người mới như thế nào? Cái mối tình đó của em là bọn em bắt đầu vào cái năm nhất đại học, như là một cái thanh xuân rất là đẹp luôn. Và bọn em chia tay lúc bọn em mới tốt nghiệp. Trước khi mà ngồi lại nói lời chia tay á, bọn em ngồi trong cái bàn nhậu, hai người ngồi thẳng thắn với nhau. Em nói với bạn á là em đang cảm nắng một người. Có nghĩa là người thứ ba bước vào, đó là bước vào em chứ không phải là ở bạn.
Nhưng mà cho anh hỏi là bạn ấy chắc phải là một người rất là an phận và rất là hiền lành đúng không? Dạ, em luôn coi bạn đó như một cái bờ, em như là một cái con sóng vỗ vậy đó. Em vỗ bao nhiêu, em mạnh bẽ bao nhiêu, em vẫy vùng ở bên ngoài như thế nào thì về luôn có bờ chờ đón em. Anh hiểu mà. Dạ. Nó khổ chỗ này nè. Cái năng lượng tụi em bị chênh lệch. Bạn ấy quá an phận với một cái vòng tròn của chu vi như đây. Xong cái em bơi ra biển lớn, cái mình muốn đi thuyền, đi bè đồ lớn hơn. Cái mình về lại con sông, mình thấy nó hình như không còn hợp với cái cá tính của mình nữa. Dạ. Rồi lúc đó em nói anh ta có buồn lắm không? Thì hai bọn em mặc dù rất buồn nhưng mà cảm thấy là mình đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Nhưng mà dù sao đi nữa em vẫn cảm thấy em và cô gái ấy là một cái mối quan hệ đẹp đẽ giữa thanh xuân của em. Cô gái. Dạ, em là bisexual. Cái người thứ ba cảm nắng là ai vậy? Dạ, người thứ ba cảm nắng là một bạn con trai. No. Có nghĩa là không phải là em quen bạn nam trước, mà là em với một bạn nữ quen nhau trước. Dạ. Rồi em stop lại cái mối quan hệ nữ đó để cảm nắng bởi một bạn nam khác. Dạ. Nãy giờ cứ nghĩ ngược lại. Thật ra là em cảm thấy chỉ cần tình yêu mình đủ lớn á, thì mọi cái định kiến về giới tính á, nó sẽ được bỏ qua hết. Và tới giờ phút này em với cái bạn nữ quen nhau 4 năm đó vẫn làm bạn với nhau, chia sẻ với nhau như là một người thân trong gia đình. Tại vì gia đình hai bên rất là thương nhau. Không anh hiểu mà. Cái bạn nam đó làm cách nào mà để em có cảm xúc? Dạ, tại vì như anh Thành đã nói, khi mà tình yêu mình quen nhau lâu xong rồi mình cảm giác như là cái người bên cạnh mình nó luôn luôn ở đó, người ta hiển nhiên sẽ ở đó. Nên là em bị vô tâm với bạn, em lại cảm nắng cái người ở bên ngoài. Nhưng mà sau cái mối tình em với bạn nữ chia tay nhau thì em với cái bạn nam đó cũng không còn gì cả. Bạn nam nó giống như là một cái cớ để đến một cái giai đoạn đó nó phải dừng lại. Dạ. Nhưng mà tới giờ phút này em vẫn cảm thấy là ok, bọn em dừng lại là đúng. Vì khi bọn em đồng hành cùng nhau làm bạn á, nó vui hơn rất nhiều. Dạ, nó tốt hơn rất nhiều. Em ạ, bây giờ em ngồi chia sẻ với em điều này nhé. Dạ. Một mối quan hệ khi em dừng lại, đó là vì nó lệch nhau về năng lượng. Không phải người ta luôn luôn ở nhà đợi mình mà mình chán đâu. Nếu cái người luôn luôn ở nhà đợi em á, mà cùng tần số, cùng năng lượng, cùng cảm nhận với em về cuộc sống, thì bao nhiêu năm cũng không chán. Yeah. Lúc đầu mình yêu người ta là vì mọi thứ nó đều mới. Nhưng khi mọi thứ nó đều quen thuộc, lúc đó tụi em sẽ tự nhận ra mình thích cái gì, mình thèm cái gì, mình cần cái gì. Tự nhiên lúc đó nó tạo ra khoảng cách. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi cái người nước ngoài thì sao? Dạ, cái người này thì em quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Sau khi quen tìm hiểu một vài tháng thôi thì em phát hiện ra là bạn đó có quen một số bạn nữa. Trong cái khoảng thời gian tìm hiểu á, thì anh đó cho em xem hình của hai bé nhỏ, nói là cháu. Nhưng mà sau khi mà em dừng lại cái mối quan hệ đó là con. Có vợ và có con rồi. Em nghe bạn nữ kể em bị nổi da gà nãy giờ. Tại vì không những mình sinh cùng ngày cùng tháng với nhau, và cái câu chuyện tình yêu của mình nó cũng giống nhau y chang. Em cũng bi luôn hả? Em bisexual luôn hả? Không. Anh sao? Hồi đó ở cộng đồng mạng nói em bà Quang Trung. Ngày xưa em với bạn gái cũ của em á, cách đây lâu lắm rồi. Cái tính cách của em lúc nào cũng phải để ý, nhất là để ý những cái lỗi lầm của người khác. Em cũng chả hiểu tại sao mà em lại bị cái bệnh đó. Trẻ con. Rồi em cũng bị say nắng một cái bạn khác, và em chia tay với cái người cũ. Em cứ nghĩ là em gặp một cái người mới, chắc là mình sẽ không tranh cãi những cái vấn đề cũ như với người cũ đâu. Nhưng mà thật ra là nó vẫn tranh cãi y chang như vậy. Và em nghĩ là khi yêu á, đôi khi á, chúng ta phải thay đổi chính bản thân chúng ta nữa. Sau khi em thay đổi bao dung hơn trong tình yêu thì em cảm thấy em sống hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho nên anh rất là đồng cảm với em.
Khánh nói một cái điều này á, là anh nghĩ ai cũng nên nhìn nhận. Yeah. Ai cũng từng trẻ con mà. Đều đã từng rất là dở hơi. Toàn thấy vấn đề từ người khác, không thấy vấn đề từ mình đâu. Yeah. Cho đến khi đời nó tán chúng ta bảy bập tay, mới chợt nhận ra rằng hình như cái người hư thúi là mình chứ không phải là người ta. Bớt oán trách lại, cuộc sống sẽ hay hơn. Yeah. Em, hôm nay là em muốn chọn bạn trai, muốn chọn bạn gái. Dạ, yeah, tại vì em cảm thấy tình yêu á, quan trọng là người ta cho mình cái sự rung động, chứ em không quan trọng trai hay gái. Ok. Bạn này thú vị nha. Đặc biệt anh, thì ngày hôm nay em có lo hay không với những cái cực phẩm họ sẽ thấy mình đặc biệt quá? Ừ, đúng rồi đó, lo chứ. Không, lo cho người ta là cái cách người ta đón nhận mình đúng, như thế nào. Đúng rồi. Dạ, em cũng nghĩ, không biết là người ta có suy nghĩ về vấn đề bisexual hay không. Ví dụ như là gái thẳng thì người ta sẽ lo lắng bạn đó sẽ đi theo một bạn trai khác thôi, nhưng mà đằng này người ta sẽ phải ghen với nam và nữ luôn. Áp lực nha. Áp lực nha. Case của bạn này á, đâu đó chị thấy nó giống giống của chị ngày xưa. Là bản thân của Minh Tú đã từng có cảm nắng với một người đồng giới với mình. Hơi tế nhị, không biết Tú có ngại chia sẻ cái cảm xúc của em cái thời đó không? Nó rất là phức tạp. Em là thuộc cung bò cạp. Một cái cung mà nó sống rất là nhiều cảm xúc. Thì khi mà em lớn lên, cũng có gặp con trai, cũng có gặp con gái. Rồi mình cũng sẽ có những cái question cho bản thân của mình, là tại sao mình gặp người này mình cũng có cảm xúc, mình gặp con gái mình cũng cảm xúc là mình thích. Có thể là lúc đó mình bị cảm nắng bởi cái sự quan tâm chăm sóc của họ dành cho mình. Đến cả thời điểm hiện tại em cũng không có quan trọng lắm về việc phải quen con trai hay quen con gái, giàu nghèo hay là giới tính gì hoặc xuất thân ra sao. Tại vì bản thân của em nó không phải là một người hoàn hảo. Em chỉ quan trọng cái người đó em có cảm xúc với họ hay không, có sự kết nối chung với họ hay không. Ok, nói chung là chúng ta take it easy. Cuộc sống này mới mẻ rồi, mọi thứ dần là sẽ bớt ranh giới giữa cái này với cái kia. Các bạn thấy người ta bắt đầu diễn sân khấu theo cách diễn của điện ảnh rồi, bớt những cái đài từ nặng nề, họ bắt đầu họ nói qua một cách gì đó nhẹ nhàng, đời thường hơn. Cho nên hãy thật thoải mái với mọi định nghĩa của cuộc sống này. Em cũng đã từng cảm nắng một người đàn ông. Có không? Đó là anh Trấn Thành. Đó là anh Trấn Thành. Cái gì vậy? Có. Trời ơi, cái gì nổi da gà vậy? Anh bớt rủ đi chơi lại. Mấy bữa nay tôi chơi với nó, ngồi chung nó nhiều lắm đó. Thì đó, cơm tắm hàng đêm đó em nghĩ là... Không phải. Trời ơi, cái gì vậy? Nó, em nhớ là lúc đó là em nghe ảnh đi quay game show ở gần nhà em, là em chạy hả 5-6 cây số về em gặp ảnh, và em đứng em chờ ảnh để em xin chụp hình. Khánh ơi, cái đó là thần tượng Khánh. Không, thần tượng nó khác chị. Thần tượng là xin chụp hình không được thì thôi, còn này là em xin chụp không được, em chờ ảnh đi tiểu. Cái gì? Anh đi vô toilet. Em phải lén lén em đi theo ảnh, em dí ảnh. Em xin chụp một tấm hình, rồi sau này đi phụ với anh Lâm đi thi một chương trình hài, được qua nhà anh Thành nó tập bài đó. Lúc đó ảnh tập mà anh em đàn ông thoải mái mà, ảnh cởi áo ra ảnh tập cho mình cho mát mẻ. Cái cảnh đó ảnh ôm mình, cái mình sao ổng ôm gì ta. Trời ơi, làm em đổi chỗ cho anh. Sao từ cái những cái chuyện đó đối với anh ngày xưa anh trải qua thấy nó bình thường, sao chuyện đó kể là nghe rùng rợn vậy em? Không, nhưng mà ý là em nói là mình cảm thấy tình yêu trong trái tim mình nó rộng ra. Rộng ra? Nó rộng ra. Có những người mình yêu họ thật sự, nhưng mà mình chỉ dừng ở mức là cái cảm xúc và mọi thứ đều rất là trong sạch. Thì em nghĩ là chúng ta nên thoáng ra trong cái trái tim của mình. Dạ. Trời ơi, nghe sợ quá chứ. Anh đừng sợ. Đừng sợ. Ok, hy vọng ban cố vấn ngày hôm nay với kinh nghiệm tình trường sành sỏi hay giúp bạn tìm ra một người thật thú vị nha. Dạ. Em đã sẵn sàng bước vào thế giới của người ấy là ai chưa? Dạ, em chờ nãy giờ rồi. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại sau vài phút vậy là. Quý
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Và bây giờ sẽ là dàn cực phẩm của chương trình hôm nay. Xin giới thiệu Eric Nguyễn. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã làm được một đôi đôi. Không thằng em ơi, anh sẽ bị lớn choáng. Không cần vũ khí và không cần cung tên. Hey, chịu một ánh mắt cũng làm em hùng lên. Anh thấy rồi xét có ai còn độc thân. Hey, kẻ tính lạc từ người thì nửa cần. Hey, giới tính thứ ba thì hoặc là bỏ chủ. Đây là cuộc chơi người thắng sẽ có lũ. Xin giới thiệu Phước Phong. Điều Vũ Phương. Cực phẩm của Người Ấy Là Ai. Năm chàng trai và một cô gái chào. Eo ơi, cái vàng hôm nay rất là khó ra màu tím nha. Khó thật. Wow. Hôm nay hai người có bầu là một trái tim nhưng mà vẫn men nha. Men luôn. Tạo cố ý đồ. Đúng vậy. Mà vẫn men. Em ơi, menu có vừa khẩu vị không ạ? Dạ, cũng hơi mọng nước đó ạ. Em thấy là vừa khẩu vị khán giả hơn. Cứ hú đi rồi sẽ khang tiếng ạ. Ok, chúng ta hãy đến nhẹ với món tu hài. Mặt hài luôn nha anh. Hãy xem anh ta lại. Good morning. Em có muốn biết câu chuyện cuộc sống của một anh chàng độc thân là như thế nào không? Đi cùng anh nhé. Hiện anh đang là một founder của một công ty về giáo dục và marketing. Ngoài ra, anh còn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Anh tự kiểm soát tài chính của bản thân với những dự án startup của riêng mình. Điều anh giỏi nhất là đối mặt với sự cô đơn, làm mới bản thân mình mỗi ngày và chăm sóc mình với những sở thích cá nhân. Có thể nói, độc thân là khoảng thời gian giúp anh tự mình xoay sở với việc chăm sóc bản thân và đặc biệt giúp anh chuẩn bị mọi thứ thật tốt để sẵn sàng bước vào tình yêu của em. Anh là Eric Nguyễn, hãy cùng anh viết lên một câu chuyện mới về cuộc sống của một chàng trai đã có chủ, em nhé. Wow. Khó quá à. Khó nha. Mời Khánh. Lúc nãy em xem trong clip thì em thấy anh ta có đeo một cọng dây chuyền, có một cái nhẫn. Em rất là tò mò, không biết đây có phải là người đàn ông đã có gia đình hay chưa. Nhưng mà sau khi em nghe giọng nói của ảnh, rồi những cái hành động của ảnh thì em nghĩ đây là một người đàn ông đã có gia đình. Sao vậy? Tại vì ngôi nhà đó hơi ngăn nắp là do có một người phụ nữ đã dọn dẹp giùm. Cô mẹ biên tập của chương trình trước khi quay nó dọn sạch lắm em. Nếu như mà anh này mà không có gia đình đó thì em nghĩ anh ta là một người đàn ông rất là phù hợp với lại bé Nhung. Tại vì mọi người thấy là anh ta có nuôi chó và thường thường nuôi chó rất là cực. Chứng tỏ anh ta là một người có lòng bao dung. Chu đáo. Và với những con người mà dù mình đi, mình rất là thích để ý phê bình đó, thì cần một người bao dung để mà yêu và hiểu chúng ta, thì đây sẽ là một đối tượng khá là phù hợp với em. Khoan, vậy. Tại sao nuôi chó lại bao dung? Từ cái định nghĩa khoa học nào ra như vậy ạ? Dạ là em đã từng nuôi chó và em không được bao dung cho lắm, cho nên em đã hết nuôi. Dạ. Rồi, ok. Vậy tạm thời em làm ông. Em vẫn giữ quyền chính kiến của em, thì em nghĩ là đã có chủ.
Mời lộ. Nếu mà bạn nam này mà là độc thân đó là rất hợp với lại bé Nhung. Bởi vì á, Nhung là có cởi ngựa. Tại vì em đã từng cởi ngựa. Em cũng cởi ngựa. Dạ dạ, em cũng chung câu lạc bộ. Rồi con ngựa đó nó còn khỏe không em? Anh lo cho con ngựa đó lắm không, em. Lúc đầu là em chỉ được dắt thôi. Người ta phải nhập về một con ngựa bự hơn thì em mới dám lên leo. Hay quá. À, khi mà em coi profile của bạn, em thấy bạn có bắn súng nữa. Thì em nghĩ là không thể nào là màu tím được rồi đó. Tím ít bắn súng lắm. Nghe một cái bung một cái mấy bả nhảy 8 lần hết trơn. Thì vẫn là hy vọng là cởi ngựa và bắn súng. Cởi ngựa và bắn súng nha. Ừ, hai cái nó có liên quan đó. Đúng rồi. Mời Lâm ạ. Còn em nha, hồi nãy là em thấy vừa mở cửa ra là không ai làm gì hết trơn, đừng có kỳ thị người ta rồi. Rồi dữ dằn quá. Cái mặt út hờn anh, em nói rồi, em bình thường. Khi mà bước ra thì em thấy gọi là đá lòng nheo quá. Cạch 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 rồi bắn tim rồi nọ. Qua cái mắt kiến nó dựng then tại đá lòng nheo. Đúng, vì nó quá chi tiết. Ok. Dạ, em thì em nghĩ trong đầu là chắc là anh này là cùng màu áo với em. Ok, thật sự. Nhưng khi mà anh ta phát ngôn ra thì em thấy cái giọng này là cái giọng đàn ông gặt. Chứ không thể nào mà gồng được cái giọng như thế này. Một cái giọng trầm ấm, gọi là có nội lực bên trong. Mà cái clip nhìn rất rất là men. Còn ở trên sân khấu thì em thấy gọi là những cái biểu cảm thì nó hơi gọi là nữ tính một xíu. Dù khi do gương mặt bạn nhỏ thôi. Dạ, nhưng mà lúc ở trần đó anh, nó sắc thép quá. Ok. Nhìn là biết là dân công trình liền. Không thể nào mà dân gì thiếu thùa mái giá được. Nói chung là cái hệ vận động đi. Đúng rồi, cái anh này không có bồ đâu. Bởi vì không có bồ thì mình nuôi chó để gọi là đỡ chóng vắng chiều nay. Đỡ cô đơn quạnh quẻ khi mà đêm về. Để mà tìm cơ hội nào đó để quen một cái tốt hơn chú chó. Tốt hơn chú chó. Về cùng chăm sóc chú chó chứ sao đâu quen mà bỏ, không thể bỏ chú chó. Sao có tư duy gì ác độc vậy. Mà sao so sánh người yêu người ta tốt hơn chú chó. Em nghĩ là anh ta chăm sóc chú chó quá vụng về. Ok. Bởi vì chú chó mà bắt cái giỏ thả rồi vớt chú chó lên, đau chú chó. Câu chuyện này dẫn đi hơi xa cho cái màu đi à. Độc thân đi hả? Chương trình cho các bạn á là chỉ dơ lên thôi chứ không cần phải nói à. Dạ. Dạ. Anh này độc thân nha. Rồi, dạ. Dơ cũng chờ lộ cái mặt nữa. Rồi, mời một cam nè. Bạn này là một người thích trải nghiệm, thích khám phá, thích chơi thể thao, khá là thú vị, phù hợp với Nhung. Và sau khi bạn chia sẻ và nói chuyện á thì em nghĩ là bạn này chưa có chủ đâu. Đặc biệt rất là ấm áp nha. Kiểu chăm sóc, để ý đến cảm xúc. Cho nên em vẫn vote cho bạn này độc thân. Dài bác, hiền lành, đáng yêu. Quý vị nghĩ sao ạ? Wow, độc thân. Có 1% em chỉ có một người nha. Khó lắm. Chắc từ suy nghĩ của anh Lê Dương Bảo Lâm thôi đó. Anh bóp không? Chúng ta sẽ đến nhẹ với GMF. Wow. Nếu chỉ nhìn bề ngoài của anh, chắc em nghĩ anh là trai hư, đa tình và lãng nhăng. Nhưng không, nhìn tướng tưởng chê, nhưng yêu anh sẽ ước mê đấy. Bởi khi yêu ai đó, anh sẽ yêu hết mình, tôn trọng đối phương và luôn đặt hai từ trách nhiệm lên hàng đầu. À quên, chưa giới thiệu với em, anh là Dương Anh Huy, hiện tại anh đang là một người mẫu ảnh. Wow. Chụp hình một mình thì sẽ đẹp trai, nhưng nếu chụp cùng em, chắc chắn sẽ đẹp đôi. Đùa em chút thôi, anh không thuộc tiếp người lãng mạn, đôi khi còn hay cộc cằn nữa, nhưng với người con gái của anh, anh sẽ luôn dịu dàng. Anh của hiện tại dành hết thời gian cho công việc. Chắc em cũng sẽ giống anh ở suy nghĩ này. Muốn giàu thì mình thích thôi, còn không thì thích tôi. Anh của tương lai sẽ lo cho em hết. Còn bây giờ, anh chỉ muốn nhắc em là không còn sớm nữa, đã đến lúc thích anh rồi. Wow, Tú thấy sao em? Em thấy anh này ở ngoài nhìn đẹp hơn ở trong clip. Đúng. Nhìn đàn ông hơn và đầy trải nghiệm. Bạn này mature lắm. Đúng rồi. Rất là chín chắn. Thì em không nghĩ là màu tím đâu. Lúc mà anh đó nói những cái câu mà để thuyết phục, anh nó không bao giờ nhìn ống kính hết á. Cái ánh mắt của anh không có thật sự là đang muốn cố thuyết phục em.
có thể là bạn gái muốn đánh dấu lãnh thổ, muốn lắc đầu, anh lắc đầu. Nhưng em vẫn nghĩ là anh này đã có chủ. Xin mời chiếc áo màu tím ạ. Em thấy là cái anh này gọi là cực phẩm trong dàn trai đẹp ngày hôm nay. Và cái ngoại hình của anh quá là sáng. Nhưng khi mà cái clip phát là một cái thì em có quan sát rất là kỹ, từ những cái phụ kiện, từ những cái đôi bông hai cái màu đen, cũng như là cái tattoo ở trên tay của ảnh. Đó là cái tattoo em ạ. Tattoo. Cái title là cái biển hiệu, cái chủ đề đồ. Ừ. Không cứu được đó. Biết anh. Thì đó. Thì em có để ý từng cái chi tiết, từ cái đôi bông, từ những cái phụ kiện mà anh ta đeo, và cách mà trình bày nói chuyện, thì cái chân mày của anh ta tuy là nó không tém, nó không cạo, nó không nhổ, nhưng em thấy được cái sự co giật nhẹ 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 nhẹ, nhấn nhá nhấn nhá. Minh chứng cho điều gì? Minh chứng cho cái mặt gọi là nó sao em? Sao? Nói chuyện mà hay giật giật sao? Màu tím đó hả? Ừ. Sao anh cũng đeo phụ kiện quá trời, nói chuyện hai chân mày anh thiếu điều đánh đàn không, luôn. Không ai đeo phụ kiện nhiều chứ. Trời ơi, okay. Nhận. Đây nè. Nói chi rồi giặt mặt mình vậy trời. Chân mày anh này giật giật thôi chứ chân mày anh lại vậy nè Lâm. Ồ, lượng sống luôn á. Lượng sống hả? Đúng rồi. Mà con như nè. Sao em? Sao? Đó. Nhưng mà em nhìn là em thấy một cái sự gì đó nó vấu viếm. Vấu viếm. Thì cái cách nói chuyện của người ta nó hơi gồng gồng một xíu. Em cảm nhận được những cái sự gồng đó. Sự gồng nhẹ trong con người của anh ta. Vâng, màu tím ạ. Màu tím hả? Ừ. Nghe anh màu gì? Tại vì hồi nãy giờ anh diễn tả những cái đặc điểm mà anh nhận màu tím em thấy. Tả y chang anh à. Hồi nãy giờ là em tả em đó ha. Chứ ai. Em thử cỡ áo ra coi rất nhiều cái tha thồ ở trong đó. Đó là quan điểm của em đó. Okay. Quan điểm. Sao mọi người cứ hay vậy quá. Đi. Mời lộ. Dạ. Khi bước ra em nghĩ là ảnh là màu đỏ liền. Nó rất là chững chạc, nó rất là gentleman và một người từng trải râu này kia. Nhưng mà khi mà coi clip thì tại vì em đã từng học mỹ thuật á, là trong trường mỹ thuật là thường là những người có tâm hồn bay bổng và họ sắm thêm vài cái hình xăm trên người hay râu hay là đeo khuyên tai là chuyện rất là bình thường mà. Và họ cũng còn trẻ và rất là khó để có người yêu nữa. Đúng, mà cái này là accessory của đàn ông. Nhìn cái cách bạn chọn đồng hồ cũng là dạng đồng hồ sporty. Có một vài người bị nhột á anh, cho nên là người ta nghĩ màu tím thôi. À em không có nói anh, không ok á dạ. Bớt đụng chạm tôi lại. Rồi sao? Theo em có cái vẻ gì đó rất là hợp với Nhung, cho nên là em sẽ cho bạn em tăng. Có nghĩa là kiểu gì cũng phải trải qua thử một lần, yeah, đúng yeah, không? Dạ dạ dạ, phải thử rồi, một lần. Rồi, ok. Thật ra câu nói này không... Đàn ông mà quá nha. Môi trề quá nha. Không, ý tức là em lại nhìn... còn bẽn lẽn nữa cơ. Em suy nghĩ ngoại hình quá man đi. Câu nói này không mang tính đả kích đâu, nhưng mà ai nghĩ anh này màu tím thì chắc có vẻ là ghen tị đó. Không, thật sự ra anh nói nào ngay cũng có một chút cơ sở để làm nó phải nghĩ như vậy, tại vì chạy chuốt quá, đẹp quá. Nhưng mà anh vẫn nghiêng về bạn này là xanh hơn là tím. Em cũng có rất là nhiều mối quan hệ với những anh giống như thế này, kiểu chạy chuốt. Có những người họ rất là đàn ông và họ rất là thích điệu. Rất ạ. À. Đó là Trịnh Thăng Bình ạ. À. Ngô Kiến Huy ạ. À. Dạ, đúng rồi. Vâng à. Anh cũng vậy đó. Không cãi được. Không cãi được. Với lại cái nghề của anh ta là người mẫu nữa. Ừ. Còn về ngoại hình mà, cho nên cái điều đó là cái điều đương nhiên. Dạ, nhưng mà em thấy hàng rất là ngon, cho nên em có suy nghĩ giống như chị Tú. Mua thứ mấy rồi anh, không đơn giản như vậy. Trong clip thì nhìn rất là free, nhưng mà ngoài đây khi mà chúng ta cảm nhận năng lượng thì có vẻ không free lắm. Làm sao hàng ngon mà không có tem được. Dạ, cho nên em chọn là đã có chủ. Quý vị có nghĩ vậy không? Thôi 21% wow. LGBT. Wow. 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 21 lần dữ vậy. Nha. Fan lâm dưới. Fan này em không mua nha anh. Vì sự thuyết phục của em đó, có cái tha thồ thôi mà người ta theo em 21 tha đứa đó. Nha. Dạ. Ok. Số 3 đẹp ạ. Số này là được ạ. Để coi số 3 là sao nha.
ba tiền. Thấy là thấy ra được rồi đó. À. Wow. Thấy không? Đàn ông liền. Đặc biệt chứ không cá biệt. Đó là những gì mọi người nói với anh. Đẩy qua áo lụa hết hồn. Đẩy qua áo lụa hết hồn. Hết hồn. Chào em, anh là Phi Hùng. Anh có một khả năng đặc biệt. Đó là cái gì thừa ra thì anh sẽ cắt đi. Cắt đi. Vì anh là một barber chính hiệu. Công việc của anh đòi hỏi phải có gu thẩm mỹ. Và đương nhiên rồi, anh thích tìm kiếm cái đẹp. Và em chính là một trong những điều đó. Ôi ơi, 70% cơ thể anh là nước. Và nếu như em muốn ướt, anh có thể giúp em điều đấy. Đến 3, mình cũng bắt đầu nhá. 1, 3. Wow. Anh có thể phụ tất cả mọi người, nhưng anh sẽ không bao giờ phụ em. Cam đoan với em rằng rất nhiều cách để hạnh phúc, nhưng trực tiếp nhất chính là nhìn thấy anh. Hãy để cho anh mang lại hạnh phúc cho em nhé. Wow. Đúng là hay thiệt ha. Sinh ra ai làm cái gì là trong cuộc sống đời thường là ngược lại hết. Đi cắt tóc cho người ta cái đầu xác rạc luôn, khỏi cắt, khỏi ai đụng vô nữa, đúng không? Bà tin tập tạ cái dòng này, dòng say ướt gà uống nè, xác khô rôm luôn. Em nghĩ là cơ địa anh ơi. Slim fit anh. Không thể tập khô lắm em. Không chứ em tập hoài cũng khô đâu. Do em ăn uống hàm hồ thôi em. Em khoái những cái cơm tắm đêm của anh đó đúng không ạ? Thì làm sao em khô được. Rồi mời Khánh. Ok, vậy thì để người không khô nhận xét người khô nè. Chắc chắn anh này khó tím lắm. Em nhìn clip thấy anh này quá là hư đi. Kiểu người đàn ông rất thích vui vẻ. Nhưng mà trong ánh mắt của anh ta nhìn cô gái nãy giờ có cái sự quan tâm và chân thành. Có để ý. Dạ. Và em biết là cái nghề barber rất là bận anh ơi. Mình cắt tóc không à, mình cắt liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi nhiều á. Có thể nha, em hy vọng anh này sẽ là đang độc thân. Hoặc là đã có vợ. Cũng có thể nhanh. Cắt tóc có hai dạng. Một, không có thời gian yêu. Cắt quá mà. Hai là yêu rồi lấy luôn. Thì bà kia bà mới ở nhà bà lấy giữ tiền. Rồi, mời Lộ. Em cảm giác là bạn đang đánh lừa mình đó anh. Cái visual là một người rất là năng động, kiểu giống như trẻ trung và cố gắng để cho mọi người thấy là mình đang độc thân vậy á. Nhưng mà em đã biết rất là nhiều bạn barber thì không thể nào ở không được. Hầu hết là có gia đình. Dạ, dạ, dạ. Hoặc là có bạn gái. Hoặc có bạn trai luôn. Không, em nghĩ không có bạn trai đâu. Không bạn trai phải không? Dạ, dạ. Cho nên em nghĩ đó là bạn có chủ nhưng mà chủ nó chưa có gọi là đeo nhẫn thôi. Có nghĩa là bạn gái thôi. Bạn gái. Quan điểm của em là đã có chủ. Lâm, cái anh chàng này bây giờ mà bỏ anh vô cái tiệm mai mà thả anh vô cái thuốc nhuộm đó, mà nhuộm anh màu tím, ảnh vẫn đứng dậy và không bao giờ mà ăn được màu tím đâu. Trời ơi, sao dễ một cái viên cầm. Không, bây giờ em vậy thôi. Là sao nói là chưa hiểu lắm à. Đưa vô tiệm mai mà thả thuốc nhuộm là sao? Phải tiệm tóc mà chưa vô nhuộm chứ. Ta đang làm tóc mà. Dễ hơn đi ha. À, thả anh vô một cái dung dịch quỳ tím. Được. Nhúng ra, nhúng vô, nhúng ra, nhúng vô. Cũng không tím. Ba đêm vẫn không nào tím được. Hiểu. Có nghĩa là men lòi đó. Đúng. Dù cho nước chảy đá mòn mà trăm năm bia đá vẫn vẫn có màu xanh. Màu xanh. Dù cho nước cạn đá mòn, ngâm lên ngâm xuống vẫn còn màu xanh. Đúng là anh ta. Ở đây cũng là những cái tha thù. Tha thu à? Tha thù. Sao quên từ này hoài vậy? Thôi anh nói hình xăm đi, anh nói hình xăm. Cũng là những cái hình xăm này. Nhưng thể hiện một cái gì đó, đàn ông. Mà xăm cái gì đàn ông? Em không biết mà nhìn cái cấu hình của cái hình xăm đó à. Nó lộ là đàn ông liền. Hiểu, nó rất là Dr. Strange. Đúng, tuy là nó nhỏ nhỏ, nó chớm 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 cục chớm. Em cái đó là ghẻ nó mới có như vậy em ơi. Không có ai mà xăm một chớm chớm cục cục nghe ghê quá. Cho dù em nói bây giờ anh này thì cái đội tóc giả mà dài thòn lên vẫn men. Bằng cái đầm vẫn men. Vẫn không. Không được anh. Mà cái đầm là phải là một câu chuyện khác. Mà cái thái độ của anh ta là trai hư hỏng. Không thể nào mà trai ngoan được. Đó, con mắt kìa, con mắt kìa, con mắt kìa. Có cái miệng mà giật 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 mà môi mỏng đó anh. Nhìn con gái người ta mà nhìn chăm chú. Hay người ta nhìn nhìn lần, ta đánh ánh mắt chỗ khác là được rồi. À, mà nhìn mà chỉ xôi cho tới. Ừ, tôi quyết định là cua em. Nhìn thẳng vô, em nghĩ anh ta là hớt tóc. Nhưng mà trong cái thời gian mà hớt tóc là địa luôn con gái bà chủ. Ủa sao mà
Nhiều khi ta là chủ sao? Em thấy trẻ vậy chưa lên chủ được đâu. Ê, sao quy chụp quá vậy? Bạn anh nhiều người trẻ măng vậy, tự mở tiệm tự cắt giàu lắm. Bây giờ tôi lên tôi coi cái đồng hồ tôi biết có tiền hay không liền. Ê, ê, không đeo đồng hồ nha. Ê, tất cả lên đây coi kiểm tra liền. Bạn này lợi gần nha, rất là đẹp luôn mà trẻ măng. Đúng rồi, mà em nghĩ với cái ngoại hình như vậy thế nào cũng quen gái bà chủ, rất là dễ. Cười cái coi. Thấy ông mặt thì ghét ông. Không cười nữa không? Đó, làm sao mà nhịn cười được, xì ra cái. Đó, sao mà nhịn được. Đúng rồi. Đẹp nha. Góc nghiêng rất đẹp. Lui. Khoan anh. Hả? Chưa. Còn một chi tiết chỉ có đàn ông đặt mới có thôi. Đó là anh coi nè, râu mà từ ở đây mà nó kéo xuống tới cái trái cổ của mẹ, thấy ghê không? Ờ, đúng, lười cạo. Ừ. Lo cắt tóc cho người ta, không lo cạo râu. Hóc môn dày cộm luôn. Đúng. Hôm nay em có nhiều người màu tím, râu nó xuống tới bụng luôn em. Ủa vậy hả anh? Ồ em. Tại vì lâu quá không nay chương trình không có được tiếp xúc nhiều với những người có râu vậy. Thôi giờ cái bạn của riêng em thôi em. Nhưng mà nãy em đứng nghe cái hơi thở của đàn ông luôn. Sao em đứng đây mà ngửi cái miệng ta chi vậy? Không có. Ý là em nghe cái hơi thở từ cái khoang mũi đó. Ai mà thở ra mà có mùi cho em hửi thiệt á. Nghe âm thanh đó hả? Âm thanh thở đàn ông lắm anh. Không, nhưng mà em tin là đàn ông. Tại vì cái hình xăm anh ta xăm á, không phải là hình xăm bình thường nha. Hình xăm đen và dày đặc và để xăm như vậy đã là chịu đau rất nhiều. Như anh Lâm xăm nửa hình tính tô màu, ai về đau quá bỏ tô đau màu. Là sao? Cuối cùng không tô màu, phát họa thôi. Cái anh mà xăm đó nó là có hai trường hợp. Một là chích thuốc tê là hình nó bị bể. Hai là xăm sống hình đẹp là em chọn hình nào. Xong rồi em chích thuốc tê anh đau hả? Mà chích thuốc tê vẫn đau, bỏ nguyên một hình luôn anh. Sao hèn hạ vậy lắm? Đó, mà em nghĩ những người đàn ông xăm mà ra hình ra dáng cái này là đàn ông rặt mà thôi. Vậy thì cua con gái bà chủ nha, đã có chủ. Trời, cua con gái bà chủ là đã có chủ. Đã có chủ. Nói như vậy đã có chủ tôi thấy là chả có đủ. Em phản biện. Em thì em ngược lại với mọi người. Đúng. Em coi clip á thì em thấy bạn này là một người nhiều cảm xúc, thích nghệ thuật. Nhưng mà ở trong một vài tiểu tiết, ví dụ như là khoác cái áo, hoặc là lúc bạn ngước mặt lên á, đâu đó em tím à. Ờ, một chút. Không em. Không phải đâu Tú. Đôi khi á, cái môi trường người ta làm việc thì người ta không có làm như vậy thường xuyên á. Lâu lâu giống như là phải dựng một cái clip vậy á, thì những cái cử chỉ nó lạ. Giai bác nói chuyện hơi nhẹ nhàng một tí, nhưng không phải đâu. Thôi, đợi một vòng nữa, em sẽ chọn độc thân. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ gì về anh ta, mời bình chọn. Ồ, 1% luôn. 1% là em đó. Em đó. Anh này cũng hú hồn nha, đã có chủ ý độc thân gần như nhau luôn. Rồi, chúng ta đổi gu từ bad boy sang anh chàng thư sinh. Anh ta là ai? Nếu như em thích một người thú vị thì anh đây là một ví dụ. Hopi nha. Chào em, anh là Vũ Phương. Để trở thành một cơ thủ giỏi thì anh cần phải có hai thứ: kiên nhẫn và biết điều, giống như là khi yêu em vậy. Anh là một diễn viên và là một nhà sáng tạo nội dung. Nếu như em muốn ngồi vào chỗ mà không ai ngồi được ấy, thì xin mời em ngồi vào đây. Wow. Wow. Anh xem người ấy là ai? Thấy mọi người rầm rộ lên mỗi đoạn cởi trần khoe body. Hay là hôm nay anh cũng thử cởi mở một tí nhỉ? Đồ giả đó, rớt lại. Có thể mọi người đều thấy anh rất là vô tư, nhưng thật ra anh có rất nhiều tâm tư cần được giải bày. Trong tình yêu, anh sẽ yêu em như một nút like, phải giữ thì mới có thể chạm tới trái tim được. Cho anh một cơ hội em nhé. Ở trong cái clip ảnh có đeo cái nhẫn. Ôi dài bác nha, đá banh này, pizza này. Sao cái game này bữa nay không có tím vậy trời?
Mời em. Khi mà em nhìn anh này ngoài đây thì em cảm nhận anh ta là một người rất là dễ thương, tươi sáng, hiền hậu. Nhưng mà sau khi xem clip thì em cảm giác là một chàng trai cũng hơi quậy quậy xíu nha. Bạn nữ này á cũng là một người rất là vui tính, rất là năng động. Nếu như em gặp một người cũng vui tính, cũng năng động giống như em thì em có cảm thấy điều đó nó hay ho và thú vị không? Dạ, thì hai đứa vui nhiều hơn thôi ạ. Em nghĩ gì? Hai vợ chồng Dương Lâm và Quỳnh Quỳnh livestream rất vui với nhau đó. Stay với nhau hàng đêm. Stay với nhau hàng đêm. Chị Quỳnh là chị rất là hiền. Sau khi mà chị sống với anh Lâm thời gian thì chị mới cởi mở ra. Em ơi, tin anh đi, nó có cái cốt khùng sẵn, tại chưa có ai tới bung cho nó thôi. Em hiểu không? Đúng không? Đúng rồi. Nếu như mà bạn này mà độc thân, và nếu như là gu em nữa, thì tụi em sẽ là một cái mối quan hệ rất là vui. Bạn này hài hước nhưng mà con cái là rất là tự chủ trong cuộc sống luôn. Nói thật nha, yêu ai mà trẻ con quá mình khó yêu lâu được. Nếu cùng một tuổi thì kiểu gì cái người phụ nữ nó cũng sẽ trưởng thành hơn người đàn ông chút xíu. Nhưng cái anh này là anh có cái thế đứng của anh nha. Có khi nào anh có vợ chúng ta? Biết đâu. Em là em khá anh Thành nha, bây giờ em cũng coi ảnh rất là nhiều. Có luôn. Anh ta cũng là hot, top top đồ này nọ. Thì những cái clip của anh ta gọi là rất là vui. Không biết là bên ngoài như thế nào, nhưng xem cái clip cũng như là theo dõi ảnh thì ảnh rất là trẻ con, hay làm trò để chọc ghẹo. Anh mày lại phản biện em nữa. Anh cũng trẻ con vậy. Không, em chưa bao giờ thấy anh trẻ con luôn anh Thành ơi. Có không? Anh luôn ham vui và luôn ngây thơ, anh thề. Chỉ có khi nào anh cần phải giải quyết vấn đề thì anh mới để cái đầu anh can thiệp vô thôi. Có không? Sao mỗi lần em tiếp xúc anh em căng thẳng lắm. Em căng thẳng lắm. Đúng một ý là anh rất là ham vui thôi. Chứ bao giờ thấy anh trẻ con luôn. Giờ luôn á. Anh có đồng ý không khác? Không, thật sự bên trong tất cả những người đàn ông đều có một đứa trẻ. Chẳng qua là chúng ta thể hiện cái đứa trẻ đó với cái môi trường nào và với những người nào thôi. Và em nghĩ anh này á, cái trẻ con, cái vui tính là ảnh muốn cho người ta thấy. Đúng. Nhưng mà với cái ánh mắt này, với cái gật đầu này thì em nghĩ anh ta khá là sâu á. Nãy giờ em để ý đi qua cái lớp mắt kiến đó, mình cũng có thể thấy được là mình nói cái gì ổng cũng nghiệm, nghĩ bằng con mắt không à. Không có biểu cảm nhiều, nhích nhích cái miệng chút xíu vậy thôi. Có độ chín chắn đâu, không giỡn đâu. Với một cái người mà khá là thông minh như vậy, em nghĩ anh ta có mục đích. Và mục đích của anh ta cũng có thể là thầm mau. Hả? Khoe vợ của mình à, biết đâu. Dạ. Đang hot mà, đúng không? Không, em nghĩ là anh ta quay clip rất là nhiều với những cô gái khác nhau. Nếu như ngày hôm nay tham gia chương trình mà khoe vợ như vậy thì một cái lượt fan của anh ta sẽ bị mất đi. Em nghĩ là anh ta sẽ độc thân. Ê, cái này cơ bộ hợp lý luôn. Lo nha. Ê, em nói thật sự nha, có một số người đàn ông á, sau khi họ có người yêu lâu năm hoặc thậm chí họ có gia đình rồi, họ mới được lợi khẩu anh. Khai khẩu à? Khai quang mở nhãn lắm. Thoải mái. Ý là nhìn ảnh có vẻ là free, nhưng mà cái free này là do bên cạnh có một người phụ nữ lúc nào cũng thủ thị, cũng nói chuyện, cũng chia sẻ, thì anh ta mới có cái nguồn năng lượng này, giống như anh Lâm. Lúc mà trước khi ảnh có vợ thì anh không, Lâm không, 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 nó nói nhiều ngay từ ngày đầu rồi em. Nha. Dạ. Dạ. Cái ngày tôi tập kịch em nhớ không, là đã nói nhiều từ cái đoạn đó rồi. Cái thời mà anh còn thơm đúng không? Dạ, tôi cái thời tôi còn tới giờ tôi thúi à. Tức ghê vậy đó. Ok, mời lộ. Khi mà bạn này bước ra thì em nghĩ có phản phất gì đó, một ánh tím anh. Có khi nào cái màu đó nó ánh vô mắt chị không? Không, cái màu này đó, ánh qua đó. Đá banh cộng bia mà ra màu tím hả? Em là người từng đi đá banh rồi anh. Em là người từng đi đá banh rồi anh. Cái gì lộn? Ôi anh ơi. Quá khứ, dạ quá khứ. Trời dạ. Ơi. Quá khứ anh ơi. Cái gì vậy, bọn cái bộ đồ này ra sân bóng chi bà nội. Để đá banh có dễ chân mày không? Không, lúc đó không dễ chân mày, cũng không có ngồi chéo chân nha. Dạ. Đi đá banh rất nghiêm túc và em biết được cái sự khác nhau của em và những người bạn nam đá banh. Mà em có thọc bia không? Đi theo coi người ta chơi bia, chứ không có thục. Coi thôi à. Và cái người chơi bia chuyên nghiệp thì không có những cái động tác đó. Ủa thiệt luôn. Dạ 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 dạ. Và em nghĩ là nếu mà trong cái chương trình ngày hôm nay có một ánh tím, em vẫn đặt cược của anh ấy. Dạ dạ. Ôi sao hay vậy?
anh này mà tím mà cái số này phát sóng một cái là cộng đồng mạng chấn động. Chấn động nha. Mà con lộ nó nói quả quyết chứ không phải là nó nói cho có nha. Dạ. Dạ tại vì những cái thứ đó em từng trải rồi anh. Dạ. Oh. Em cảm giác được cái sự khác biệt đó, giống như mình đá banh á. Ủa người ta đá banh người ta chạy dữ lắm mà sao mình lết không vậy? Kiểu vậy đó. Hoặc là mình phải gồng lên để cho dọc cho bằng người ta đó. Thì khi mà em coi Kim Visual thì em cảm giác nó vậy. Rồi xong những cái cử chỉ tại sân khấu làm cho mình thấy Ê, sao tự nhiên ý kiến của lộ lạ nha. Riêng Tú thì sao? Em thì em không nghĩ anh này tím, anh là diễn viên nè, người Hà Nội nữa, cho nên đâu đó trong cái cử chỉ và cái cách nói chuyện của họ thế nào cũng sẽ có những cái nó hơi mềm mềm. Cái công việc của em với công việc của ảnh á, nếu mà hai người có cơ hội làm quen hoặc là tương tác với nhau nhiều á, nó sẽ mang đến cho em một cái nguồn cảm hứng, một cái gia vị mới. Em vẫn nghĩ anh này độc thân. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Em mà tím là em chọn anh này. Đâu phải cái gì mình muốn là được mấy em. Đâu phải cái gì hợp là dính đâu mấy em. Tùy duyên. Quý vị nghĩ sao? Ô, anh này là tranh cãi nha. Đều đều nha. Ok, chúng ta đến với đôi mắt Hàn Quốc cuối cùng. Wow, phòng mổ hả? Wow, cái không gian này quen quá. Wow, phải bác sĩ rồi. Wow. Giờ em muốn tự đổ hay sau này em nằm trên bàn mổ, còn anh là người cầm dao? Dạ. Đùa em chút thôi nha. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Quốc Phong, hiện là bác sĩ phẫu thuật viên và cũng là giảng viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bộ môn giải phẫu. Wow. Theo nghiên cứu thì những cô gái làm người yêu của bác sĩ có tỷ lệ khỏe, mạnh sẽ rất cao. Là một cái thứ must try. Dạy giải phẫu cho nhiều người nhưng lại chưa giải mã được bản thân của anh. May thay, em lại là người nắm giữ công thức đó. Hiện tại, anh đã tính toán được chuẩn xác hai đích đến. Đó là con đường đến bệnh viện mỗi ngày mất 30 phút. Nhưng mà bây giờ anh đến gần em chỉ mất có 3 giây thôi. Nếu em không ngại làm người yêu của bác sĩ đó, thì anh xin phép được lưu em vào danh mục khách hàng ưu tiên để được thăm khám mỗi ngày em nhé. Không biết. Ê sao ông này có duyên quá ha. Công nhận cái số này rất là khó phát hiện ra tím nha. Tại vì vậy nè, ai cũng có nguy cơ tím. Dạ. Nhưng mà hửi kỹ lại thì ai cũng có mùi men. Hửi kỹ à. Hửi kỹ à. Mấy cái đó phải hửi chứ làm sao mà đoán được không em? Tôi thấy sao em? Em đang phân vân. Cái này thì chắc không đâu anh, thường thường bác sĩ sẽ không có cái này. Mà lại là giảng viên nữa, có nghĩa là họ đã phải ổn định trong cuộc sống của họ rồi. Khi mà em nhìn ở đây thì em thấy anh là màu đỏ. Nhưng khi em nhìn trong clip thì nó rất là nhiều những cái cử chỉ, những cái chi tiết nhỏ. Nó khiến cho em thấy là anh là màu tím. Từ cái ánh nhìn của anh nè, cái cách anh cầm này nọ lên. Nhưng em nhớ lại là em cũng có những người bạn làm bác sĩ, thì họ cũng có những cái hành động cử chỉ yểu điệu như vậy á. Nên là em vẫn tin là anh là đã có chủ. Biết sao không? Nhiều phẫu khi thuật mà nó phải tiểu tiết á. Cái ngành nghề bác sĩ á, đôi khi nha, cái tay của mình cũng phải chậm nè, nhẹ nè. Rồi nói chuyện bệnh nhân phải nói ân cần, chứ không để nói như Dương Lâm lần ta lên tăng xong ta chết. Hiểu không? Thiệt mà em, chúng mọi khuyên bệnh nhân là em về em uống thuốc hay chưa? Nên là nó chết liền tại chỗ không được. Cho nên sometimes những cái hành động nó làm cho mọi người nghĩ nhầm. Đứng ở đây cười rất là thư sinh. Ở ngoài đẹp hơn trong clip. Bác sĩ làm quen anh Thành ơi. Có cái mùi nó làm sao anh? Ê em ơi, anh xác nhận là do cái đèn. Chứ nếu mình lại gần nhìn kỹ, trẻ hơn ở ngoài kia nhiều. Dạ. Hài hước, vui nhộn. Bên đây mặt cũng trẻ hơn trong hình luôn. Lên đây tôi thấy bớt đàn ông lại rồi nè. Ủa lòi tím rồi hả?
sao vậy? Chắc không, do cái nơ. Không phải, mặt bắt đầu con nít hơn lại rồi. Nít đúng không anh? Nít lắm. Nhưng mà lúc cần nhiều khi người lớn biết đâu. Lâm, cho cái màu cho bác sĩ Lâm ơi. Cái anh này thật sự anh cứ cầu vòng với anh. Có nghĩa là ban đầu vừa mở ra cầm cái bao tay rồi nọ, mà em nghĩ màu tím là vô cái ngành này khó lắm. Bởi nhiều khi màu tím là rất là sợ máu, phẫu thuật. Ủa, không có đâu à. Bậy rồi nha, khoa học không có chứng minh điều đó nha. Dạ. Tím là tím, gọt là gọt. Là mừng được ha anh? Được. Nhiều bác sĩ mừng cho em cũng tím lắm. Thì em thấy cái anh chàng này là rất là hề hước. Nhưng đôi khi cái tiểu tiết nhẹ nhẹ nhẹ, gọi là nó hơi gồng gồng, và cái chân mày có vẻ nhẹ mà vẻ chưa tới, nó thiếu cái đuôi. Bà make up vẽ anh ơi. Đúng, không biết là có đánh lạc hướng mình hay không. Không, có khi là theo giờ thắng chừng. Anh dòm em có theo chân mày xăm 3D được không anh? Cái này là bà make up đó. Tôi nói thiệt nha, nếu mà gặp một cái người đàn ông mà đúng như em nói là sẽ vẽ kỹ hơn. Kỹ hơn. Như em chẳng hạn. Như em chẳng hạn. Anh sao quá thành. Anh lên đây khám là vô bà make up, bà làm đậm quá. Cái cách nói chuyện thì em thấy có hơi nhấn nhá nhấn nhá. Tiệm không? Lắc đầu hả? Lắc đầu là có đó. Hay dấu anh ơi. Dạ. Không chấp nhận sự thật nha. Trốn tránh ha. Trốn tránh. Lộ sao lộ. Khi mà anh này bước ra thì em không có suy nghĩ gì ảnh tím hết. Kể cả khi mà anh giỡn với bạn kế bên luôn. Nhưng mà khi mà em coi clip thì nó có rất là nhiều cái biểu hiện của anh tím. Có không? Nếu mà anh là một anh tím thật sự là một cái tím rất là tuyệt vời luôn. Tại vì học vị anh rất là cao. Ủng hộ cho cộng đồng. Dạ, 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 dạ. Do cái cử chỉ trong clip nó quá rõ ràng đi. Cho nên là em hy vọng là cái suy nghĩ của em là nó lệch thôi. Tại vì nó có quá nhiều thứ để cho em tin anh là màu tím. Ok. Khánh, em nhìn anh này nãy giờ rất là lâu. Em cảm giác là cái năng lượng của anh á có vẻ hơi màu tím. Nhưng mà sau khi em xem clip của anh thì với kinh nghiệm làm đàn ông trai thẳng 27 năm của em thì em cảm thấy những cái nụ cười đó, những cái ánh mắt đó, nó không phải tím đâu mọi người. Đàn ông nó thoải mái, nó vui vẻ và không có cái sự gồng ở trong cái clip này. Cho nên em nghĩ là màu tím, và có khi anh ta sẽ thiên về cái chữ B trong đây. Là bisexual. Em nghĩ vậy. Có thể đây là đặc biệt đó, phải không? Đúng. Ok. Quý vị nghĩ sao ạ? Wow. Em gái, mời em đứng dậy. Bây giờ đến lúc em phải cho anh một cái tên mà em cho là không phù hợp nhất với em. Lời đầu tiên thì cho em xin cảm ơn năm anh đã có mặt ngày hôm nay. Và trong năm chàng trai này thì em thấy không phù hợp với anh. Một cái tên sẽ phải dừng lại sau quyết định của nữ chính. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Người ấy là ai? 2022 phát sóng thứ 6 hàng tuần. Xem sớm nhất và trọn vẹn trên Vion. Tải app ngay. Lời đầu tiên thì cho em xin cảm ơn năm anh đã có mặt ngày hôm nay. Và trong năm chàng trai này thì em thấy không phù hợp với anh. Thì em thấy không phù hợp với anh số 2. Wow. Wow, amazing. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần lộ diện. Xin chào các bạn. Wow, anh ngạc nhiên nha. Vì sao em chọn một cực phẩm ngay vòng đầu tiên? Tại vì ảnh có râu nên là em cũng hơi để ý một xíu. Tại ảnh ấn tượng nhất trong năm anh. Em thấy ảnh có vẻ đã có chủ rồi. Ánh mắt của ảnh nhìn em cũng hơi gượng gạo. Với khi mà em nhìn lên ảnh á, em thấy ảnh kiểu hơi tránh ánh mắt của em một xíu. Nên là em nghĩ ảnh lên đây để công khai bạn gái. Mời em cho màu. Dạ. Rồi, xin mời các khách mời.
đó. Ủa sao Lâm? Tiếm cũng có một chút á. Có cái quyền của Lâm, biết đâu nó lạ nhất mà nó trúng sao trời. Sống mũi có. Sống mũi phải không? Có đúng không? Anh có nhìn sống mũi giùm em không? Có, anh có nhìn. Mẹ nói là Việt Kỳ có sống mũi. Anh cũng có sống mũi hả? Này. Nhỏ này làm gì bữa nay nó kiếm chuyện em Lâm ơi. Nó hay ra dẻ quá. Dạ mời ạ. Wow. Mỗi xâm thước giây sao em vẫn cô đơn thế này. Ước gì mỗi kỳ năng mai về mà em có sương nè, mua ly cà phê đứng đưa người vì chàng trai pha cà phê chợt hé môi cười. Người yêu chưa có anh vẫn còn độc thân. Giờ em nói thích anh có thể đường đột không? Chàng trai bước đến bên và nói em mau uống gì order nhanh đi. Thế thì em uống gì nè? Một đen đã không đường và một người yêu thương không đã. Em chẳng cần những câu ngọt ngào, chỉ cần đừng lừa đi yêu thương. Một đèn đã không đường và một người yêu thương không đáp. Em chẳng cần những câu ngọt ngào, chỉ cần đừng lỡ đi yêu thương em cho chào. Trời ơi, mặt đàn ông quá. Một đèn đã không đường và một người yêu thương không đáp. Em hey, ok có ngay, anh em hãy cà phê đã say. Chờ tầm 30 giây cô nàng mặc váy. Em là cô gái đẹp nhất chỉ sợ anh được thấy. Ok có ngày có liền. Anh đen đá anh không tính tiền. Người yêu không đá em phải cho tình tiến. Đứng trước biển tình em tự nhảy vào. Hay đợi anh thảy vào mà lay đá. Mai đi đâu chơi không em hẹn. Từ buổi sáng bên anh tới chiều lòng em. Anh như ly coffee đen. Cùng đường và không đá đậm đà hương vị đàn nguyên. Một ly đen đá hai ly đá đen. Làm anh thao thức tương tư kép đêm. Một ly đen đá hai ly đá đen. Người yêu không đá yêu em không đá. Sao em nói thích anh có thấy đường đột không? Chàng trai bước đến bên và nói em mau uống gì order nhanh đi. Một đèn đã không đường và một gì vậy? Yêu thương không đã. Em chẳng cần những câu ngọt ngào, chỉ cần đừng lỡ đi yêu thương em cho chào. Một đèn đã không đường. Wow. Ôi em xin lỗi anh. Trời ơi bão táp. Còn nữa em nghĩ là còn diễn nữa. Diễn tiếp đi anh. Hết rồi. Hết rồi hả? Trời tiếc quá. Cũng hết rồi hả? Ôi đau lòng mà đứt từng đoạn ruột à. Chết rồi, thảng thốt mấy em ơi. Bạn là ai? Dạ chào anh, chào tất cả mọi người. Em là Dương Anh Huy, hiện em là người mẫu ảnh. Và em màu xanh. Tại vì sao em chọn chương trình để đến đây? Vì em thấy chương trình này văn minh. Với lại em đang độc thân, đâm ra em muốn tìm một người nào đó hiểu được mình. Trời ơi, tiếc quá. Lời gần nghe nói chuyện men ghê không? Giờ tự nhiên thấy men dễ sợ.
Bây giờ em nghĩ sao về nữ chính của anh nè? Em thấy rất là xinh. Em nhìn nãy giờ nhưng mà lúc em nhìn thì bạn không nhìn em. Nhìn không nhìn ta, cái nói người ta né ánh mắt. Nhưng mà anh né em thiệt mà. Đôi khi kiểu mình rung động một ai đó khi người ta nhìn mình thì mình ngượng. Bạn có nghe qua câu chuyện của bạn nữ chưa? Dạ có. Bạn nghĩ như thế nào về bisexual? Bạn có thật sự là ngại không? Thực ra thì trước giờ em chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về giới tính của người con gái. Bản thân em khi cảm thấy rung động với ai đó thì em thích thôi. Chỉ cần người ta cho em cái sự hạnh phúc, người ta hiểu mình, thì em nghĩ là đó đủ rồi. Chứ em cũng chẳng nghĩ là người đó sẽ là ai hết. Tiếc nhỉ. Em gái có gì muốn nói với anh không? Dạ, lời đầu tiên thì cho em xin lỗi anh trước. Tại vì em thấy anh không có tương tác với em nhiều, với lại em thấy anh cũng hơi lạnh lùng á. Có thể đó là cái vẻ bề ngoài của anh thôi. Còn bên trong thì khi anh nói chuyện thì em mới thấy anh cũng ấm áp đó. Nhưng mà sorry anh. Không sao, anh tôn trọng quyết định của em. Thực ra tại đứng ở đây anh hơi ngôn thật. Sự lựa chọn mà, sẽ có đúng có sai. Ví dụ một tí nữa em chọn đúng thì anh sẽ chúc phúc cho em. Nhưng mà nếu em chọn sai, anh sẽ đứng bài giấy xe giữ em. Đó, cái câu này là cái câu mà tôi xác nhận bạn này là đàn ông nha. Nói được làm được. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Và biết đâu lát nữa gặp nhau thiệt. Cảm ơn anh chân thành. Trời ơi các em ơi, người ta đàn ông như vậy đó. Bông hồng trong giường nở lòng nào bức bông dục. Trời ơi. Thiệt. Tức thiệt. Ai biểu đẹp quá làm chi? Thì bởi vậy đó. Bởi vậy đàn ông gì mà đẹp quá trời. Cái giọng mà ai biểu mà hoàn hảo chi? Chao chuốt rồi tỉa râu tỉa tót rồi. Mũi thì cao giót, mặt thon đồ. Anh đó. Anh đó. Anh đây diễn tả anh đó. Vậy hả? Thôi kệ, những cái đoạn này mình đừng có khẳng định ta thấy mình á. Dạ. Bớt lời, bớt miêu tả ta lời. Ok, chúng tôi cần một chút thời gian để tự kiểm điểm lại bản thân của mình. Vài phút giải lao sau chúng tôi sẽ bình tĩnh lại. Xin chào quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Đây là vòng 2. Thì ở vòng thi này, các anh chàng của chúng ta sẽ tham gia một trò chơi cùng với những khách mời ở đây. Họ sẽ dùng toàn bộ cơ thể linh hoạt của mình. Như quý vị đã biết, họ là những diễn viên rất là tài năng. Qua tấm kính đó, họ sẽ biểu cảm, họ sẽ di chuyển, tạo dáng. Làm sao mà như một tấm gương, các bạn kia phải làm lại y chang để loài ra những thứ không cần loài. Đúng không? Kính chiếu yêu. Đúng vậy. Dựa vào tài năng của các chị cố vấn, hãy cho họ những tư thế có thể đánh bật cá tính. Anh ơi, cho em hỏi là có khi nào những khách mời lại bị lòi ngược lại không anh? Em cũng nói nè. Em cũng nghĩ vậy. Khách mời thì đôi khi, nhiều khi nó không còn gì để lòi. Xin mời một người lên mở hàng đi ạ. Ai xung phong ạ? Lộ trước đi em. Hả? Em phải bung nẹp trước. Đúng. Thật sự. Người cơ thể em nó gàn gịch dữ lắm luôn mà bây giờ phải chơi trước không hả? Em phải làm sao tất cả những vốn liếng của em. Dạ, 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 dạ. Làm sao cho lộ ra chứ chị? Chọn một boy đi lộ ơi. Đầu tiên hả? Đầu tiên. Bây giờ khó quá. Sao à? Số mấy à? Số 3. Em chọn anh số 5 đi. Gu em luôn đúng không? Dạ. Tại vì em thích bác sĩ. Thích bác sĩ. Gu lộ là thích bác sĩ, thích giao kèo nha. Bắt đầu. Đó, tưởng tượng buổi sáng đang soi gương nè. Ê, sao ghê vậy? Có nha. Có đó. Bạn ơi, lộ hạ cái miệng ra to lắm bạn ơi. Rất là tự tin làm nha.
Đó kìa kìa kìa, nhìn biểu cảm của Lộ kìa. Đúng rồi, đó, đúng rồi, con phẳng đó, đó, đúng rồi, đó. Chết chưa? Chống tay lên, đúng rồi, đó, 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 đó. Chỉ tiền. Cảm ơn hai người. Bạn này đáng yêu chứ. Ừ, dễ thương. Biểu gì làm đó dễ thương mà. Khánh, lên em. Hư hả? Thứ cũng không men hơn được chút nào nữa, tức thiệt á chứ. Thật sự là chị không có lo cho các bạn mà chị lo cho khách mời nhiều hơn. Em thích anh nào em chọn đúng không? Đúng. Em hửi của anh nào thơm nè. Hôm nay anh này có vẻ ít nói cho nên em sẽ chọn anh số 1. Ok. Đánh bật cá tính nha. Nhõng nhẽo lên kìa, nhõng, người ta nhõng nhẽo cơ mà. Đó ư? Trời ơi, dễ thương quá. Bây giờ chúng ta sẽ test cho độ men. Test độ men. Hít đứt. Có được không vậy trời, bản thân nó có được không? Được không mà test người ta. Đứa nào thua trước đứa nó thua nha. Thử, 2, 3, bắt đầu. Ở bên đây nhanh quá. Tao thấy khách mời đi trước anh ơi. Khách mời có vẻ đi trước. Khách mời bắt đầu chậm rồi. Tao lo cho khách mời, lo. Đó, đó, năng mụn nè. Hùng, 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 hùng. Chủ động với em nha anh. Chủ động chứ. Thôi em nghĩ là em xác định rồi. Xác định à? Xác định rồi anh. Là em phải không? Không. Là em đúng không? Không. Không, không, em xanh. Đảo cũ kia. Trời ơi. À. Tự đánh mình đi. Sao làm cái gì mà vui vậy? Sao làm cái gì mà vui vậy? Vui ngốc vậy? Trời ơi. Thôi thì đi về đi. Đi về. Cảm ơn em số 1. Đã quá nhiệt tình. Trời đất ơi. Cái tự hành hạ không à. Ê, công nhận bạn số 1 nha. Bạn chơi xong có thiện cảm hơn với bạn liền á. Rất là dễ thương. Tú, lên cưng. Em đi anh. Cho em đi. Em ao. Em ngứa ngay em quá. Ao. Ao hả? Em ngứa ngồi đó gãy. Em muốn quên Tú ơi. Em chọn bạn số 3. Biết ngay mà. Chu cái mông qua bên kia. Đúng rồi. Nhiệt tình lên em ơi. Đúng rồi. Cắn móng tay đầu vô. Đúng rồi. Ừ. Quỷ Hà bò lên. Đúng rồi. Chỉ. Chết chưa, Quỷ Hà. Ok, cảm ơn. Bết quá, bết quá. Bết quá. Bết quá.
Ê, chào ngon quá. Lành nha, bad boy nha. Không có một... Chịu. Thời tới Lâm ơi. Thời tới. Này hỡi cậu bé kia. Bung lụa. Chính chiêu yêu đã sẵn sàng. Chết rồi, đôi bạn livestream. Đôi bạn livestream. Ghê quá. Á đâu? Á đâu? Á đâu? Chạy tóc, chạy tóc thề. Giặt đồ hả Lâm? Chạy tóc mà. Mài dao. À mài dao. Cạo đâu? À cạo đâu? Sao cô gái trong cái đoạn clip này sinh động quá vậy? Ghé lỗ ta nghe hàng xóm nói chuyện. Em ơi mặt hạnh phúc lắm em. Hùng đâu? Hùng đâu? Hùng bao nhiêu nãy? Rồi. Anh Lâm có vẻ thích bạn này không? Thích chứ, nó thích, anh thấy nó làm nó hạnh phúc lắm. Mặt hãnh diện vui mừng. Cũng chừng thời gian hai đứa live stream chung bán hàng luôn. Trời lấy hết đạo cụ. Lấy hết đạo cụ không thiếu một món gì luôn. Nó làm cơm lê mấy em ơi. Một, hai, ba. Đó, trời ơi. Đó. Trời đất ơi, quỷ chưa. Ôi, cái này là mình test giới tính hay mình test độ thần kinh của người ta? Được rồi, cảm ơn em. Em ơi, được rồi. Con, con. Có con hả? Con. Trời ơi trời. Cái này test giới tính hay test thú tính vậy trời? Trời ơi. Trời ơi, đâu vậy? Hay quá, xuất sắc, bạn này rất chịu chơi luôn. Cảm ơn mọi người, xuất sắc. Mời các bạn về vị trí. Sau một thời gian chúng ta thổ lộ cá tính từ bên trong, thì bây giờ chúng ta nên bình tâm lại chút xíu để nhìn nhận vấn đề. Ok, chúng ta bắt đầu từ số 1. Em thấy bạn này là một chàng trai dễ thương. Có thể là anh ta sẽ hơi ít nói, anh ta sẽ hơi có một chút gì đó gọi là hơi là e dè. Nhưng mà nếu như mà anh ta gặp được một người nào đó thú vị á, thì anh ta sẽ là một con người khác, anh nghĩ vậy. Cho nên là anh cũng mong là em thử để ý anh ta tí xíu. Cho nên anh đặt hy vọng là anh ta sẽ đang độc thân. Bạn này chơi nhiệt tình lắm luôn á, dễ thương. Em cũng cùng quan điểm với Khánh á, nghĩa là bạn đầu tiên là bạn rất là thú vị, bạn rất là nhiệt tình, cái điều đó rất là rõ ràng luôn. Và em nghĩ là chỉ có một người độc thân thì tới đây họ mới nhiệt tình đến mức độ mà không có ngại gì hết. Và men, rất là men. Và điều đó là chị nghĩ là chị sẽ để cho em độc thân là ok. Mời Lâm. Sau cái phần biến quá khôn lường thì em nghĩ anh ta là một người chịu chơi. Chơi là chơi hết mình. Nhưng mà những cái động tác cử chỉ của anh là rất là vụng về. Bởi vì ảnh là người đàn ông rặt, rõ ràng không thể nào mà màu tím mà có thể những cái hành động như thế được. Và tới bây giờ thì chắc chắn anh ta sẽ là người độc thân. Bởi sao? Quá dễ thương. Gọi là quá thiện cảm. Thiện cảm, nghĩ độc thân. Cho nên em hãy cho một cái tia hy vọng cho anh chàng này. Em thì em cũng nghĩ là bạn này độc thân, bởi vì những cái cử chỉ của bạn khi mà bạn chơi trò chơi á rất là dễ thương. Chủ động với em anh. Kiểu giống như là bạn đến đây là bạn rất là muốn chinh phục cái bạn nữ chính này, cho nên là khi bạn chơi hoặc là cái hành động của bạn trên đó là bạn cố gắng hết sức và không có sợ là mình bị xấu hay là bị mắc cỡ. Cho nên là chắc chắn là bạn độc thân. Con rể quốc dân rồi.
hiền lành, tử tế, không? Nhìn chân thật, nói chung là dễ thương. Quý vị nghĩ sao ạ? Sáu giờ này vẫn có những cái người mà chọn 16% vậy, tôi đang cần biết đó, tôi kêu ra cho tôi quánh đoàn mấy người này quá. Cũng có anh, em nhìn thấy đôi khi cái sự e dè, cái sự không tự tin lắm tí xíu. Không, không thể là trường hợp này được. Không thể được, không thể được. Sao, cắt tóc chiều nay? Cắt tóc chiều nay là không nói nhiều. Lúc nãy em nói là ảnh là đã có chủ rồi, nhưng mà sau khi mà những cái màn mà ảnh tương tác với lại chúng ta thì em nghĩ là anh này cũng khá là tinh nghịch. Nhiệt tình lên em ơi, đúng rồi, cắn móng tay đầu vô, đúng rồi. Có vẻ như là chưa có chủ, em nghĩ là anh này cũng độc thân. Mời lột. Màu tím không có ở trong cái phần của bạn này, kể cả phần bạn thử thách cũng không có gì là tím hết luôn anh. Chỉ có cái là nãy em đã cho bạn cái là đã có chủ, mà bây giờ em cũng rất là phân vân luôn, tại vì khi mà thấy bạn chơi bạn năng lượng bạn rất trẻ luôn á. Thôi em vẫn giữ quan điểm là đã có chủ nhưng mà giống như là chưa đóng mọc vậy đó. Bạn gái bồ thôi. Dạ bồ thôi. Đối với anh này thì em muốn bẻ cái cây màu tím này liền tay luôn. Bây cái cây màu tím này không thể nào là ảnh được. Anh tưởng em muốn bẻ cong người ta chứ. Tính cách này không nào bẻ cong được. Em nghĩ là anh ta chơi với kiến với gương thường xuyên, cho nên khi mà thấy kiến thấy gương anh ta xòa vào như một đứa trẻ, như là một gọi là con thiêu thân lao vào đống lửa. Anh ta giận hớt với cái gương đó thì em thấy giống như con thiêu thân lao vào trò chơi thế gian. Biết đâu là tình yêu tình ấy mệt ngọt. Thì em rất là thích anh này, mà ráp được với cô này rất là thích luôn. Bởi vì quá đẹp đôi, trai tài gái sắc, cứ nhau một cái là rần. Thật sự. Nhưng trời, nhưng quá cho em, nhưng quá. Trai hư anh à. Hư. Với cái thái độ này là thay gọi kệ người ta. Hư mà thú vị. Cái thứ mà dòng hư nó mới thú vị chứ. Mà cũng dòng ông trời cho đẹp về là tự nhiên cho hư. Phải đẹp nó mới có quyền hư. Xấu xấu hư ai mà chịu. Em hư được không? Em hư được không? Đúng vậy. Em mà hư là ở vậy luôn đó. Em nghĩ là anh này thì hớt tóc có địa luôn. Con gái của bà chủ. Sao xì. Tới giờ vẫn địa con gái bà chủ. Tánh kỳ cục. Đã có chủ đi. Đã có con gái bà chủ. Đã con gái bà chủ. Em ở vòng 1 thì em vote cho anh này là độc thân. Nhưng ở vòng thử thách á, thì khi em chơi với anh này á, thì trong ánh mắt em cảm thấy anh này hệ này. Mà chữ này nè. Có không? Có không? Tại vì em ở trên đó em sẽ mặt đối mặt. Chỉ có một mình con Tu nó biết thôi. Nhưng mà từ cái clip nè, xong qua cái này, lúc mà hai tụi mình nhìn mắt nhau rồi để ngón tay nè, thì đâu đó Minh Tú rất là xin lỗi nếu mà nó không phải. Nhưng mà đâu đó Minh Tú sẽ thấy bạn ở đây, nhưng mà có thể là ở cái chữ B này. Là quan điểm cá nhân của Minh Tú thôi. Không sao, mỗi người một quan điểm. Quý vị nghĩ sao ạ? Wow. Ngược lại với người kia, ông này lại không ai nghĩ tím. Chỉ có hai người là BB Trần với Hải Triều thôi. Đúng mà. Nghiệp ở nhà mà cũng réo tên vô. Không có xô gì đâu mà cũng réo nhỏ vô. Giật mình liên tục. Không phải, tại vì mình thấy đó là có xu hướng là hai người đó. Rồi, số 3. Vui à, bạn live stream của Bảo Lâm nè. Dạ, số 3, mọi người thấy không? Đứng chữ V cũng rộng hơn ta, thấy ghét không? Cái này là anh chàng là thú vị, hề hước. Nhưng mà tím thì chắc chắn không có đâu. Mà em nghĩ với con người hề hước, trẻ con, đáng yêu, tinh nghịch như thế này thì vẫn còn đang độc thân à. Dơ bạn luôn. Dơ bạn luôn, độc thân. Mạnh dạn chốt đơn độc thân. Bài lộ. Thật sự là đây là một cái ca rất là khó luôn á. Em nói thiệt nha, là em không phân biệt được luôn á. Tại vì hồi nãy giống như ban đầu em đã nói là bạn có cái gì đó rất tím ở trong visual. Nhưng mà khi mà bạn chơi tương tác với anh Lâm thì tại vì anh Lâm là cũng là màu đỏ đó, cho nên là hai màu giống nhau quá luôn. Chết rồi, đôi bạn livestream. Đôi bạn livestream. Bây giờ em cũng không biết là tím hay đỏ luôn nữa. Khó lắm luôn. Thôi em vẫn giữ quan điểm của em đi. Hồi sau phân giải.
Em vẫn tin là tím. Nãy chơi cũng con nét tím à. Tại vì anh Lâm anh tím quá đi, anh diễn ra được. Em quên Quyên một tím thì ít ra bạn phải like ít ít. Dướng. Dướng. Nó dướng lại chút xíu. Sao Khánh? Một người con trai thú vị như vậy, có thể là không có vợ nhưng mà em nghĩ là sẽ có bạn gái. Cho nên em nghĩ là bạn này hình như tới đây để cho người ta biết là tôi có bạn gái. Tới giờ phút này ba người này vẫn khá ý kiến về cái anh này ha. Cái anh này anh ghi tranh cãi dữ ha. Mà ba người này lập luận đều có cơ sở nha, chứ không phải nói bừa nè. Tú thấy sao Tú? Em thấy là anh này chơi rất là nhiệt tình. Nhưng mà cái nhiệt tình của anh này hoàn toàn khác với cái anh đầu tiên. Cái nhiệt tình của anh này kiểu giống như là tôi không có gì để mất hết, là tôi là người đã có chủ rồi. Buông xõa hết. Ừ, buông xõa. Và anh này là diễn viên nữa, cho nên là anh sẽ diễn theo những cái đề bài mà anh đưa ra. Nhiều khi cái cảm giác của Tú nó bị nhầm lẫn bởi một người đã rất là quen với lại mọi người. TikToker hot đúng không ạ? Làm trò được cho người ta vui. Thì bây giờ nó gặp Lâm, Lâm cũng là đồng nghiệp mà. Vui, enjoy thôi. Cho nên nhiều khi em sợ cái cảm giác em bị đánh lừa bởi cái điều đó đó. Chứ nếu như anh mình là bạn này mà độc thân thì anh cũng sẽ chơi hết mình. Em cảm thấy anh này đã có chủ. Quý vị nghĩ sao? Gây tranh cãi nhưng mà đa số là độc thân, cũng có tím nhiều nha. Rồi bác sĩ, em là người được tương tác với anh bác sĩ thì đối lập với cái phần mà rất là lạnh lùng khi mọi người thấy đứng trên sân khấu, thì em nghĩ là khi mà tương tác thì ảnh rất là vui vẻ, năng lượng á, kiểu giống vậy, visual cũng vậy, một người biết diễn biết tương tác. Thật ra đó, em nói thiệt là em vẫn rất là có một cái gì đó em nghĩ là nó rất tím. Thì nếu mà không đúng thì anh cũng đừng giận em. Và nếu mà hôm nay anh tím, phải nói là một cái cú tweet rất là lớn luôn, em rất là thích. Chỉ như truyền lửa cho cộng đồng. Dạ. Em vẫn giữ quan điểm của em là màu tím. Mời Khánh. Bình thường ở nhà em đi chơi đá banh hay là đi chơi cầu lông, rồi em sẽ đi chơi với những người bạn trai thẳng của em. Nhưng mà đi cà phê thì em đa số là đi với lại những bạn màu tím của em. Em có một cái gì đó nó cảm nhận cái năng lượng của anh này. Nó có cái sự tỉ mỉ, nó có cái sự thú vị của cái người màu tím. Của cái người đi uống cà phê phải không ạ? Dạ, em nhìn anh em rất là muốn uống cà phê với anh kiểu vậy đó. Cho nên em nghĩ là anh này sẽ màu tím. Quá trời rồi Khánh ơi, lầm. Hồi nãy là lộ giỡn thì em thấy cái sự tung tăng sân trường để tiếng ve. Em thấy được cái sự tung tăng nhỡn nhơ của ảnh mà từ cái clip em đã nghi ngờ rồi. Mà hồi nãy cộng thêm được cái sự Cái đó sân trường. Đúng không? Rồi, à, thì em càng khẳng định chắc nịch hơn nữa là anh chàng này màu tím. Không thể nào lẫn lộn vào đâu. Tại vì ở đây nó khó tím quá. Dạ khó quá. Có nghĩa là anh ta là dễ tím nhất trong bốn người. Không thể nào tím. Anh tím. Ba người tím luôn hả? Em thì em không nghĩ anh này tím. Hay có quá. Thể là anh này cử chỉ của ảnh rất là tỉ mỉ, đơn giản tại vì ảnh làm bác sĩ, cái ngành nghề của ảnh đòi hỏi ảnh phải tỉ mỉ. Còn khi ảnh chơi với chị Lộ, ảnh rất là lộ. Hơi lộ theo kiểu màu tím, cái động tác nó hơi yểu điệu. Em không biết sau này anh có tím hay không, nhưng mà em gặp rất là nhiều những người phái mạnh, nhưng mà họ cũng có những cái cử chỉ nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là từ tốn, là dựa theo cái cá tính riêng của họ, công việc của họ. Và cái ngành nghề của anh này thì em vẫn nghĩ anh này là đã có chủ. Wow, thú vị. Các bạn nghĩ sao? Anh này là tranh cãi nhiều nhất nè. Ba màu gần như nhau nha. Em gái lại là em. Mời em đứng dậy cho anh một cái tên mà em cho là không phù hợp nhất với mình. Em cảm ơn những lời cố vấn của anh chị. Sao bé nhìn mặt tụi em khinh quá vậy anh? Có thật sự cảm ơn hay không anh? Không, em người ta đang cảm ơn chân thành. Chỉ có em mà mũi tên quốc hận. Em nhìn ai cũng thấy quốc hận. Xin lỗi. Bây giờ em cũng đồng quan điểm với anh chị ở đây là em xin phép chọn anh số... Anh số 5. Chúng ta sẽ gặp nhau trong phần lộ diện. Cảm ơn các bạn.
Em sao chọn số 5 vậy? Dạ, tại vì em để ý từ cái vòng đầu luôn, lúc mà anh chị nói là anh này có ít sắc tím nha, xong rồi ảnh đút tay vô túi, chắc tay trong đó rung vậy nè. Là em nghĩ là ảnh hơi hơi tím tím, với lại lúc mà ảnh chơi trò chơi với lại chị Lộ nữa, em cũng thấy hơi lộ thiệt. Trước khi ảnh trở lại, chúng ta cho màu nào? Với kinh nghiệm trong cái giới LGBT Sài Gòn thì em... Sài Gòn rồi đấy, còn phải nêu danh nữa chứ, thiệt á. Thì em chọn anh số 5 màu tím. Với bạn à? Em đại diện với LGBT quận 4 thì em cũng nghĩ là vậy. Em đại diện LGBT Long Thành Đồng Nai thì... Xa vậy? Em đại diện LGBT Bình Thạnh nha. Em đại diện cho LGBT Lô Tô. Trời ơi, khắp mọi nơi. Đó rồi. Tím một bờ đi, mời ra. Hộ hồng tím tôi xỉu luôn á. Ăn vài tím nha. Hồi hộp nha. Lo. Lo. Sao đàn ông có gì? Thường rồi em tỉ vô đẹp trai quá ha. Để lòng em cho tương tự anh này, người yêu ơi, em đừng chờ ai đợi ai ngóng trông ngoài, người yêu ơi, em thương ai nhớ mong tìm mãi ai, có mấy năm cao lắm cao thì em cũng treo, có mấy sông sâu thì Quốc Phong, là bác sĩ cũng là giảng viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Wow. Bạn làm khâu nào ở trong Phạm Ngọc Thạch? Em là giảng viên bộ môn giải phẫu và hiện tại là bác sĩ của bệnh viện Bình Dân khoa tiết niệu. Wow. Wow. Với một cái người mà có cái học vị cao như vậy thì dĩ nhiên là mình cũng có cái vị trí xã hội nhất định và mọi người nhìn vào. Mà hôm nay bạn đến với chương trình với màu tím thì thật sự tôi hỏi là cái điều gì đã khiến cho bạn chọn cái điều này? Tại vì trong quá khứ em đã gặp phải một số vấn đề và em nhận thấy mình có yêu một người nhiều và hôm nay em có dẫn người yêu theo. Wow! Xin mời ạ. Trời ơi,
Anh Dương Lâm Đồng Nai. Trời ơi. Đại diện cộng đồng LGBT Đồng Nai. Quận Tư. Sài Gòn. Chỉ có tôi với lại Minh Tú ở đây, hai người là bảo vệ, là tôi nói với Tú là không thấy anh này tím. Mặc dù nói chuyện nhẹ nhàng, như nãy tôi nói chuyện nhẹ nhàng đôi khi chỉ là một cái biểu hiện của những người người ta làm y khoa. Vì người ta phải tiếp xúc, người ta phải nói chuyện rất là nhỏ nhẹ trong môi trường không có được làm ồn. Cậu em không vô bệnh viện được, đúng không? Cái gì nữa? Môi trường nó không có lâm à? Nó sao có lâm được? Phẫu thuật ai nói, em được kìa, kéo em ơi. Ai nói vậy được, đúng không? Là sao ai nói vậy được? Hay quá. Cú twist tuyệt vời. Quá trời. Chào em là ai? Dạ, em chào anh Thành, em chào ban cố vấn, chào tất cả quý vị khán giả đang tham dự chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trúc Linh. Hiện nay em đang làm tổ chức phi chính phủ, cũng như là đồng sáng lập của dự án truyền thông giáo dục sức khỏe về giới tính cho cộng đồng. Và người cùng làm dự án với em đó là người kế bên ạ. Trời ơi. Wow. Hai cái tôi yếu lý lịch chấn động thiệt á. Tôi không biết sao chứ tôi thấy trong clip cái cách ông nói chuyện, cái tay chân ông nói rất là đàn ông. Không hiểu tại sao các bạn nhìn ra một tiếng. Tại cái chị mắc cúp đó anh. Ừ. Đúng, cái này em xác nhận luôn. Tại vì khi em đứng gần ảnh á, em thấy mắc cúp rất dày, dễ chân mày rất nét. Đúng, cái clip cũng vậy. Cảm giác là nó tím nó mới nét như vậy. Bà make up bà hại. Bữa nay lúc mà bà quánh tới cái ông này là cái đoạn đó bà buồn ngủ rồi, số 5 rồi, thấy không? Nè, bà buồn ngủ gục nè, dặm cột nè, buồn ngủ nè, dặm cột cái hai bên dặm. Hai người quen nhau bao nhiêu lâu ạ? Dạ, tụi em biết nhau 12 năm ạ. Wow, that's a long time. Quen nhau 12 năm là một con số không phải muốn nói là nói nha. Phải làm nhiều chuyện với nhau lắm ấy mới ra con số 12 mà. Xin đính chính lại là thật ra là tụi em biết tới sự tồn tại của nhau 12 năm và bạn này là mối tình đầu của em. Nhưng mà tụi em chia tay sau 6 tháng quen nhau và tụi em chỉ mới quen nhau được 3 năm nay thôi. Quen nhau 6 tháng đầu, sau đó chia tay, rồi 3 năm gần đây mới bắt đầu quen nhau lại. Wow. Là cách nhau biền biệt mười mấy năm. Vì sao ạ? Tại vì lúc đó vấn đề là ở em. Tại vì em chưa có đủ sự trưởng thành. Em đã chia tay bạn. Rồi sau đó một khoảng thời gian rất dài, em quen được nhiều mối tình. Trong đó có một mối tình là với một bạn cũng có gốc địa vị. Thì sau khi quen cái mối tình này xong thì cái tình yêu nó không thành. Sau đó em nhận ra rất nhiều điều và cái tình yêu nên đến từ sự chân thành. Em nói là tình yêu nên đến từ sự chân thành. Bộ lúc em đến với cái cô kia em không thật sự chân thành hết à? Dạ, lúc đó thì như mình mới vừa ra đời, cho nên mình cũng có những cái suy nghĩ nó hơi mang tính thực dụng. Dạ, thật sự là như vậy. Vẫn có tình cảm cho bạn đó. Thế nhưng mà mình chưa biết cách chăm sóc một người phụ nữ sao cho nó toàn diện. Rồi làm sao chia tay? Sau đó gần về cuối cái thời gian thì em thấy có những dấu hiệu của sự không chân thành. Hai người chia tay là vì không hợp. Và sau đó chừng một vài thời gian ngắn thôi thì nghe tin là bạn có chồng. Thực sự em rất sốc. Nhưng mà suy nghĩ lại thì mình cũng có cái lỗi mình trong đó. Có nghĩa là ngay từ cái lúc xuất phát bản thân mình cũng không thực sự hoàn toàn 100% là vì tình yêu, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tới khi em chia tay với bạn ấy thì theo thông thường thì người ta sẽ tiếp tục những mối quan hệ khác. Vì sao em lại tìm gặp lại mối tình đầu của em? Dạ sau đó em cũng quen rất là nhiều người nhưng mà em không tìm được người phù hợp. Tại vì thật sự mà nói em rất là nội tâm. Sau đó em gặp bạn thì bạn là một người rất là tinh tế và hiểu được những cái nỗi cực nhọc của em khi đi làm nghề y, dạy học ở đại học và bạn đã thông cảm cho em. Lúc đó em gặp lại bạn, anh hỏi thật là ngay lúc đó là em có bạn trai, em có gì không hay là em vẫn đang free để em chờ người ta? Dạ lúc đó em trải qua một lần ly hôn rồi. Oh. Wow. Cuộc hôn nhân của em kéo dài bao lâu? Dạ chưa được một năm ạ. Oh. Em quen một cái người một năm, sau đó em cũng chia tay. Trong thời gian đó bạn này cũng có một cái cuộc hôn nhân một năm, nó cũng chia tay. Mà cuối cùng hai người vẫn gặp lại được nhau.
trong trường hợp nào? Đó là bạn có người nhà có vấn đề về não, sợ não. Thì bạn nhờ em tư vấn và cho chụp phim não. Rồi sau đó em nói chuyện lại với bạn. Lúc đó thì từ một cái người đi tìm sự thực dụng, em đã chuyển sang tìm một mối quan hệ chân thành, đến xuất phát từ con tim và hai người thật lòng với nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau. Anh nói thật nha, cái điều gì làm cho em còn tin cái người này? Dạ em nghĩ đây là một sự can đảm. Tại vì sau khi ai chia tay mối tình đầu mà bị những cái trải nghiệm giống em thì sẽ phải vượt qua rất là nhiều thứ. Và sau khi chia tay bạn thì em thay đổi hoàn toàn tư duy tình yêu cũng như cái cách mà mình lựa chọn tình yêu. Nên cái cuộc hôn nhân đó thật sự nó cũng là một cái quyết định nó chưa đủ chín chắn. Nên khi mà em quen lại bạn, thật sự đây là một quyết định rất khó khăn với em. Và em luôn phải chuẩn bị tinh thần cho mình mỗi ngày là cái ngày chia tay nó lúc nào cũng có thể tới. Nhưng mà có một thứ mà em biết chắc là bạn trai em là người em thương là mối tình đầu, chắc chắn cũng sẽ là mối tình cuối cùng của em. Mình tạm chia tay nhau nhé anh, để ta biết được có yêu nhau không. Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn. Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về. Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau yêu lại từ đầu. Niềm tin lớn nhất của em là gì? Có lẽ là cái thứ duy nhất mà em tin chắc đó là tình cảm của em thôi ạ. Và sau chừng ấy năm, chừng ấy biến cố thì tình cảm này chưa bao giờ thay đổi. Anh thật sự là anh cũng khá xúc động. Không phải người phụ nữ nào cũng nói được câu đó đâu. Nhưng nếu em chỉ nói niềm tin của em là tình yêu em dành cho anh ta, thì trên đời này cái gì nó cũng cần hai chiều. Niềm tin đó là niềm tin một chiều. Phần còn lại dĩ nhiên phải phụ thuộc vào anh ta. Đó là những gì mà chúng ta sẽ phải chờ đợi. Tôi muốn biết cái cảm xúc của bạn khi ngày hôm nay bạn nghe cái câu nói rất là mạnh mẽ của con người này. Dạ, câu nói đó lúc đầu đó là lý do mà em sẽ luôn ở bên bạn dù là ba mẹ em không có đồng ý. Tới bây giờ vẫn chưa đồng ý? Dạ đúng rồi, vẫn chưa đồng ý. Vì sao ạ? Vì ba mẹ em kỳ vọng em có nhiều quá. Em có hai người anh em, nhưng mà người anh thì bị mất lúc em đại học năm tư. Thì bây giờ chỉ còn mình em thôi. Em là bác sĩ duy nhất của dòng họ và cũng là giảng viên, cho nên là ba mẹ kỳ vọng rất nhiều. Nên khi mà ba mẹ nghe tin em quen với bạn em đã có một đời chồng thì ba mẹ rất là không đồng ý. Lúc đầu em cũng rất là rối và em rất là có những cái căng thẳng trong tâm lý. Nhưng mà em nghĩ rằng đó là do ba mẹ thương con thôi. Và cái tình cảm em dành cho bạn cũng như bạn dành cho em là cái tình cảm thật lòng và rất là lớn. Khi em đã đủ trưởng thành, em đã vượt qua những cái điều, nói chung là những cái tai nạn trong cuộc sống đó, thì bạn vẫn luôn ở bên cạnh em. Bạn vẫn luôn ở đây để động viên em. Đó là cái điều mà em mong muốn nhiều nhất của một người bạn gái và là người bạn đời của mình. Em gái dũng cảm quá nhờ, và hy sinh quá nhiều. Lỡ một ngày nào đó, mọi chuyện vẫn không mong muốn, em vẫn phải đối diện với cái điều em đang chờ nó mỗi ngày, thì em có thấy hối hận không? Dạ em tin chắc là em sẽ không hối hận. Bởi vì cái điều mà làm mối quan hệ này kéo dài cho tới tận lúc này, đó là vì em không mong đợi và không mong cầu gì cho mối quan hệ này. Nên tụi em thật sự là dành mỗi ngày với nhau như là bất kỳ việc gì cũng có thể xảy ra. Và em nghĩ là sau khi chia tay mối tình đầu thì cũng rất nhiều lần em hy vọng sẽ có cơ hội quay lại với bạn. Và cái lần cơ hội quay lại lần thứ hai này, nó đã là một điều rất là đặc biệt đối với cuộc đời em rồi. Việc hai bạn có mặt ở đây
bố mẹ hai bên có biết không? Dạ, cũng cảm ơn câu hỏi của anh. Em thật sự là muốn gửi lời xin lỗi tới hai bác. Vì em biết là sự xuất hiện của tụi em hôm nay chắc chắn sẽ làm hai bác rất là phiền lòng khi mà chưa có sự đồng ý của hai bác. Con thật sự xin lỗi ạ. Bên cạnh đó thì thật sự cũng muốn gửi lời cảm ơn ba mẹ em. Tại vì không dễ dàng gì để cho em có thể quay lại với bạn. Tại vì ba mẹ em là người đã bên cạnh em cảm nhận những cái giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời em. Nên chắc chắn ba mẹ sẽ muốn em lựa chọn một cái gì đó an toàn hơn cho mình. Nhưng mà bởi vì ba mẹ vẫn rất là thương em nên ba mẹ đã ủng hộ và yêu thương mối quan hệ này. Và thật sự là tụi em đã dễ dàng hơn một chút trên cái con đường mà đi đến một cái kết quả gì đó cuối cùng. Ok, tôi trước tiên là tôi xin cảm ơn câu chuyện thật sự là truyền cảm hứng của hai bạn. Cho những ai dám nói với thế giới rằng tôi đã sai và dám sửa nó. Tôi đã nói là tôi không bao giờ sợ người đã từng sai. Tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình. Bởi vì một ngày nào đó người ta còn lý do cho cái sai là người ta vẫn chưa thấy mình sai. Mà chưa thấy sai thì làm sao mà sửa? Thấy rồi, ít ra có cái chiều hướng để mình nhìn lại để mình sửa. Trấn Thành biết là mình không có một cái tư cách gì để xen vào câu chuyện của hai gia đình và đưa ra bất cứ một lời khuyên gì. Nhưng nếu như hai bác có thực sự nghe thì biết đâu có một cái người ngoài khách quan cho một ý kiến. Dĩ nhiên phần quyết định còn lại vẫn là của gia đình. Thưa hai bác, dĩ nhiên nếu mà nói về lo lắng thì phụ huynh của bạn nữ phải lo lắng hơn phụ huynh của bạn nam. Vì sao ạ? Người ta biết con gái mình đã một lần bị bỏ rơi và người ta cũng không hề muốn điều đó xảy ra một lần nữa khi lại chọn đúng cái người đó. Cái xác suất rủi ro nó rất là cao. Nhưng vì yêu thương con của mình, họ vẫn tập cách yêu thương luôn cả những điều diễn ra chưa đúng ý mình mong muốn. Thì Thành nghĩ rằng là mọi người hãy nghĩ thoáng hơn một chút. Bởi vì bố mẹ nào cũng thương con hết. Phải cưới người này mới tốt, người kia mới xứng. Cái người nào lỡ một đời chồng rồi là cái background không có được tốt lắm. Thưa quý vị, tất cả những điều đó nó chỉ gói gọn lại hai chữ, đó là cái sĩ diện của mình thôi. Nó là một thứ mà cho chúng ta tự xây dựng lên để che chở, để bảo vệ cho cái mình muốn thế giới thấy mình ở trong đó. Thì thưa quý vị, sĩ diện nó là vô hình, nhưng nỗi đau chúng ta để lại cho con cái là hữu hình. Cho nên hãy suy nghĩ lại về điều này. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Tôi hy vọng các bạn sẽ có được một cái kết tốt đẹp. Và người phụ nữ kế bên em đã hy sinh quá nhiều. Anh không biết em làm cái gì cũng được, tốt hơn cũng được, như vậy cũng được. Nhưng nếu có làm gì làm, hãy thật đàn ông, hãy thật hiểu là người ta đã hy sinh cho mình. Cảm ơn mẹ. Bình thường anh nghĩ là sẽ có một cái lời nói gì với bạn nữ, nhưng trong trường hợp này anh nghĩ là chúng ta nên dành cho họ những lời chúc phúc. Dạ, em cũng có một câu nói dành cho hai anh chị. Tại vì em thấy cái cách chị nắm tay, chị nhìn anh, chị nói về câu chuyện tình yêu giữa hai người thì chị rất là yêu anh. Bởi vậy anh đừng có để vụt mất chị ấy thêm một lần nào nữa. Với lại em chúc anh chị hạnh phúc và làm những điều có ích cho cộng đồng mà anh chị đã và đang làm. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Chắc là lỗi xin lỗi anh trước. Khi mà em nghe câu chuyện của anh chị thì phải nói luôn, em cũng có rất là nhiều cảm xúc. Cho nên là em hy vọng là mình đã tìm được cái đối tượng của mình rồi, thì trong tương lai thì mọi người sẽ sống thật là hết mình. Đừng có vì cái gì hết trơn, hãy cho mình một cái sự hạnh phúc riêng. Bởi vì thật sự hai anh chị xứng đáng để có được cái hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, cảm ơn anh chị. Nói gì nói chứ dù gì nữa cũng đã, mình dùng từ gọi là hơi bình dân xíu, cũng lết được tới đây rồi đúng không ạ? Phải ráng thêm chút xíu nữa chứ không thôi nó phí cái công mình lết 12 năm đúng không cưng? Làm gì làm, cố gắng lên, hạnh phúc nhé. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình. Thấy thương không? Thưa quý vị, qua những cái phần lắng động vừa rồi, chúng ta cần một chút xíu thời gian để cân bằng lại cảm xúc đúng không ạ? Hãy chúc phúc cho họ. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giây lao. Người ấy là ai? Người ấy là ai?
Quý vị và các bạn đang trở lại với Người Ấy Là Ai. Đây là vòng cuối cùng của ba chàng trai mà cả nhóm đập bàn, đập ghế để bảo vệ. Thế nhưng chưa có màu tím nào xuất hiện. Dạ. Đặc biệt cố vấn Dương Lâm Đồng Nai, anh ta quả quyết rằng là đây là những người đàn ông 100%. Bỏ vô quỳ tím ngâm 7 ngày 7 đêm, nhả ra vẫn không tím. Thì thưa quý vị, cái gì đến đây? Cho nên chúng ta hãy cùng đến với cái hashtag của họ để tìm hiểu xem họ là ai. Xin mời các cố vấn. Gì cao vậy? Đứng gì cao vậy? Em nôn hỏi quá. Chúng ta bắt đầu với Eric Nguyễn. Hashtag là thỏa hiệp. Anh thỏa hiệp cho cái gì? Thỏa hiệp cho tình yêu. Anh thỏa hiệp điều gì? Thỏa hiệp với việc là đối phương không hoàn hảo và chúng ta phải cùng nhau chấp nhận cái yếu tố không hoàn hảo đấy của đối phương để xây dựng một mối quan hệ bền vững. Hay quá. Người ta vu khống cho anh và bắt anh thỏa hiệp, anh có đồng ý hay không? Không đồng ý. Tại vì đấy không phải là bản thân mình và không phải yếu tố của mình. Nếu như người đó không có cách để thỏa hiệp, bạn có tiếp tục thỏa hiệp không hay sẽ dừng lại? Sẽ dừng lại. Tại vì sự thỏa hiệp phải xuất phát từ hai người thì mới xây dựng được một mối quan hệ bền vững. Hay. Trong quá khứ anh đã từng bao giờ có một cái tình yêu thỏa hiệp với người ta chưa? Tất cả các mối quan hệ của mình đều thỏa hiệp. Tại vì như mình nói, không ai hoàn hảo cả. Hết giờ. Xin cảm ơn. Mời số 2. Hashtag Number 1. Điều quan trọng nhất với bạn là gì? Là tình yêu. Tại sao nó không phải là gia đình? Tình yêu cũng bao gồm gia đình. Và tình yêu chính là tần số cao nhất, mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Sau bố mình thì người đàn ông quan trọng nhất của bạn là ai? Mình không có. Ai là số 1 trong tim của bạn? Là mẹ mình. Sau đó là chị gái. Và sau đó là người yêu. Một ngày nào đó anh nghĩ anh cơm mau không? Cái gì vậy? Số 1 phải hỏi cái gì nữa số 1? Mấy câu em tính hỏi hết rồi. Kiếm kiểu gì cũng phải ra một câu hỏi. Đối với anh thích làm gì nhất? Hết giờ. Mấy câu em tính hỏi hết rồi. Kiếm kiểu gì cũng phải ra một câu hỏi. Đối với anh thích làm gì nhất? Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Cảm ơn em. Mời số 3 lên kia. Ừ. Hashtag sợi dây vô hình. Điều gì sẽ ràng buộc bạn một cách vô hình? Hiện tại thì em chưa có điều gì ràng buộc cả. Và em yêu cái sự tự do đấy. Đối với bạn, hôn nhân có phải sợi dây vô hình không? Dạ không ạ, hôn nhân là chính đáng. Có sợi dây vô hình nào kìm hãm sự come out của bạn hay không? Câu hỏi mang tính quá sâu cay à. Ta không ạ. Sợi dây vô hình của bạn định nghĩa như thế nào? Là sợi dây không thể nhìn thấy được ở trong tình yêu. Nó là sự trói buộc, sự kiểm soát, sự chiếm hữu. Vì sao hashtag lại là sợi dây vô hình? Tại vì là em rất là sợ khi mà quen một người mà người ta có tính kiểm soát quá cao. Họ là mất đi rất là nhiều mối quan hệ của mình và tạo ra cho mình những cái khoảng cách cho gia đình, bạn bè, công việc ạ. Bạn có thấy sợi dây vô hình nào mà nó trói bạn với nữ chính hay không? Hết giờ. Cảm ơn bạn. Giờ qua vậy. Dạ, cảm ơn cơ. Chúng ta gặp lại nhau sau. Rồi sao ạ? Tại sao mà tới giờ này tím nó chưa lòi ra ta? Em nghĩ một trong ba anh này ngày xưa chơi năm mười núp rất là kỹ, là tìm hoài không ra. Nếu như mà núp kỹ như vậy thì có một cái anh có một hashtag rất là liên quan nha. Đó là vô hình. Bây giờ mình nói trước Vũ Phương, mọi người nghĩ như sao? Khánh nói luôn. Em nghĩ là anh này có sợi dây vô hình. Vô hình ở đây có nghĩa là tàn hình cái giới tính của anh. Có nghĩa là nãy giờ là sợi dây vô hình đó là giới tính. Đúng. Không dám vượt qua, không dám gì đó. Không dám gọi cơm ao. Không dám gọi cơm ao. Come out em. Còn cơm là cái thứ mình ăn hàng ngày, em hiểu không? Mà Vũ Phương có khi nào là bạn thích cái phong cách của chị Vũ Thu Phương cho nên đặt cái nghệ danh là Vũ Phương? Nó bắt đầu đâm hơi rồi đó. Thật ra thì em ngay từ đầu em đã nói là bạn Vũ Phương này có cái gì nó rất tím.
ở trong 5 người hồi nãy là em chỉ nhận thấy là 2 người tím thôi, mà cái người em nhận định nhiều nhất là đã sai lầm rồi. Lồ có nói. Cho nên em vẫn giữ quan điểm là nếu mà chọn một người tím để loại ra thì em sẽ chọn bạn này. Ok, mời Tú. Từ đầu Minh Tú đã nói bạn này sẽ là một người rất là thú vị. Nếu mà em có cơ hội tìm hiểu bạn này, em sẽ có một cái cuộc hành trình khá là trải nghiệm. Và cả hai sẽ mang lại cùng một cái năng lượng tích cực và vui nhộn. Bạn này không muốn bạn gái kiểm soát. Và em thì lại thuộc tiếp người rất là tự tin và rất là thích ngoại giao. Cho nên đâu đó chị thấy hai người rất là bù trừ cho nhau. Lâm. Dạ. Ngoài suy luận từ Vũ Phương thành Vũ Thu Phương thì em có cái gì hay ho hơn không ạ? Anh ta muốn cái hashtag là sợi dây vô hình. Chắc chắn là trong con người của anh ta có cái sợi dây gì mà vô hình, nó mang một ít nữ tính. Cũng bớt quả quyết lại, hồi nãy bác sĩ em làm y chang vậy đó. Nhưng mà cái sợi dây vô hình đó cũng có thể là anh đó có bạn gái rồi nữa. Oh. Yeah. Wow. Ê. Hay nha. Nhưng mà nếu như anh ta có bạn gái thì không ai chọn lên chương trình để nói ra cái chuyện mà mình bức xúc như vậy. Rõ ràng anh ta sợ cái sự kiểm soát này nọ. Không lẽ giờ ra chương trình nói xấu cái người phụ nữ hiện tại của mình à? Thì theo tôi cái xác suất đó lại không khả thi. Hoặc là trong quá khứ bạn nó cũng đã từng trải qua nhiều cái mối tình mà nó có cái vấn đề như vậy. Đúng cho nên rồi. Bạn sẽ chọn cái hashtag đó. Đúng rồi. Đây, cắt tóc chiều nay. Cười đẹp ghê không? Rất là đẹp đôi luôn đó. Đẹp trai kinh khủng. Để tóc ra còn đẹp nữa. Mà tại sao cạo? Buồn tình yêu. Đúng. Cắt tóc xả xuôi. Ngày hôm nay tham chương trình, hy vọng là một mối tình mới. Đúng. Thì em thấy sao? Em thấy anh này ảnh khá là sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Cái năng lượng em cảm nhận không biết là đúng hay không. Và năm người chỉ có một mình anh này nhìn bạn nữ rất kỹ. Có thể là mọi người nhìn thấy cái ánh mắt đó hơi bad boy quá, nhưng mà thật sự có những người họ chân thành và họ chỉ muốn nhìn cái người họ yêu thôi. Nhiều khi phải chân thành luôn, nhiều khi tự tin gì thôi đó. Không, mà dòng đẹp á anh, hay nhìn thẳng vô mắt người ta lắm. Mà sợ vẫn có cái gì đó nó lấp lánh màu tím á. Phi là gì? Phi là không, hùng là đàn ông. Phi hùng là có thể là không phải là đàn ông. Phi là bay ông nội ơi. Phi người ta bay lên bầu trời dũng mãnh đó là phi hùng. Tức thiệt, lộ. Thật ra thì em không thấy một cái màu tím nào trong bạn này cả. Nãy Lâm nó nói mà nhúng mà yeah. Nhuộm kìm luôn còn không tím. Nhuộm đi rồi cũng trôi đi hà, chứ không thể nào tím được. Nhưng mà nó lăn tăn chỗ này. Lúc đầu em nói là bạn màu đỏ là đã có chủ đó. Nhưng mà sau khi mà đã có một người đã có chủ rồi em loại trừ. Thì có thể là màu xanh. Nếu mà là màu xanh thì thật sự rất tuyệt vời. Một người rất là có nhiều năng lượng. Rồi. Yeah, yeah. Mời em. Bạn này thì có vẻ bề ngoài rất là cool boy. Kiểu là sẽ cực kỳ thú vị. Nói làm bạn thôi là mình đã thấy cuộc đời mình vui vẻ rồi. Nhưng đâu đó từ cái dòng 2 á, là Minh Tú đã thấy là anh này là bisexual. Phi là phi lên trời, là bi đó. Là bisexual, đâu đó. Trời ơi. Tới đâu luôn vậy? Cái hashtag của anh đó là số 1. Sau mẹ thì người tiếp theo là chị. Cái người chị này có thể là một cái người mà anh đó sẽ tâm sự rất là nhiều về cái vấn đề tình cảm và giới tính. Em nghĩ chị này đã có một tiệm salon tóc thì anh ta mới vô làm. Mà hashtag anh ta là số 1. Thì ra là anh ta đã quen người chị con và đã bà có chủ. Một người con rồi. Tới giờ vẫn giữ ý con bà chủ đúng không? Đúng. Ok. Thật ra ý Lâm nó cũng đúng đó chứ phải không đâu nha. Biết đâu anh ta quen người lớn tuổi hơn. Đúng. Và có một cái trai bé gái gì rồi. Đây là phi hùng đó, đặt tới một đứa phi thuyền thiếu vậy. Rồi, người chót nè. Eric Nguyễn thì em thấy nó như vậy nè. Khi là anh này bước ra visual ảnh thật sự không phải màu tím. Cũng có khi là không phải đã có chủ luôn, độc thân. Nhưng thật sự không hợp. Vì sao? Cũng giống như là bạn vẫn là sóng và bạn kia vẫn là bờ anh. Lúc đầu anh cũng nghĩ giống như lộ đó. Nhưng sao khi anh chơi và cái cách anh nói chuyện á, em có thấy cái chữ thỏa hiệp không? Là em nghĩ nó là thỏa hiệp hả? Không có đâu. Người ta nói đến chữ thỏa hiệp có nghĩa là người ta luôn muốn điều. Mà cái người luôn muốn điều, muốn thỏa thuận là cái người chủ động trong cuộc sống. Không bao giờ là người ăn phận. Không bao giờ là người ăn phận. Em đi chơi chương trình mà anh la em muốn vậy? Ví dụ thôi. Ví dụ tưởng anh ba em không đó. Không. Anh ví dụ cho em hiểu thôi, hiểu không? Đúng, thỏa hiệp là chủ động. Suy nghĩ lại nha. Khó quá, nó vừa không thấy biết ai màu Khánh, tím luôn đó. Nghĩ giống anh không? Em lại nghĩ anh này màu tím nha. Hả? Trời ơi, bắt đầu rối nữa rồi. Tại vì nhà sách bán hộp bút chì màu mà có màu đỏ, màu xanh hết trơn rồi. Thì anh này màu gì đây?
Đôi khi cái hashtag của ảnh thỏa hiệp là sao? Tôi thỏa hiệp với chị là tôi màu tím đó. Rồi chị quen cũng được quen thôi. Cũng hợp lý luôn. Thỏa hiệp trước là bay luôn. Bay đúng rồi. Rồi. Những cái chi biển bay lên trên mọi người. Ồ, đúng không? Tại vì vậy nè, ok tôi thỏa hiệp với em, tôi vậy đó, em có thương tôi không là chuyện của em. Rồi, làm sao? Em cũng nghĩ như vậy. Anh ta cũng như cái ngã sáu vô động đó, em đứng sáu chỗ là thấy đều thấy bồng bình đó. À. Có nghĩa là đàn ông cũng thấy được. Và đôi khi màu tím cũng có nhoe nhoé, nhoe nhoé, nhoe nhoé, nhẹ. Bấm 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 bấm. Mẹ thương mẹ độ, mẹ thương mẹ độ, mẹ thương mẹ độ cho con đúng. Chương trình mang tính chất tâm linh. Ừ, đúng rồi đó, đó. Không ra đi cưng, khấn lâu quá rồi. Ra đi cưng. Tím. 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 Ok. Tú. Em thì em nghĩ bạn này độc thân. Anh Vũ Phương sẽ là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị cho em. Anh này thì chị cảm thấy là anh cũng chơi bắn súng đó, anh cũng chơi chó nhưng mà em ơi, chơi bắn súng là chơi với chó cưng. Chị nghĩ nha, anh này là một người hướng nội. Thỏa hiệp ở đây là anh muốn là em không được đi đây đi đó, em không được gặp nhiều người, hoặc là em đi chơi mấy giờ em phải về. Quan điểm của chị thôi. 5 người 10 ý, bây giờ cho tôi mỗi người một bản mà cảm thấy phù hợp nhất với con em tôi, dơ lên. Ôi, một bản một. Anh này là thấy thương nhất. Phi Hùng, Phi Hùng. Ba Phi Hùng. Rồi. Thưa quý vị, bây giờ là họ trở lại. Thường phần này sẽ làm cho tất cả các bạn thay đổi suy nghĩ của mình từ đầu tới giờ. Bởi vì đây là lần duy nhất mà cả ba anh được nói tiếng lòng chân thật của mình. Mời. Mời Eric. Nhung à, anh sẽ muốn là em hãy đưa ra quyết định của mình dựa trên cảm xúc và lý trí của em ngày hôm nay. Kể cả hôm nay mình có đưa ra quyết định gì đi chăng nữa thì anh hy vọng rằng em sẽ không áp lực mà em sẽ thật là thoải mái. Và anh cũng muốn nhắc em là ngoài kia có rất là nhiều chàng trai sẵn sàng nắm lấy đôi bàn tay của em. Mời Phi Hùng. Lời đầu tiên thì em chào tất cả ban cố vấn và mọi người trong quay ạ. Và chào em, Nhung, cô gái đẹp nhất ngày hôm nay. Anh không biết rằng là bây giờ em đang có suy nghĩ gì về anh, nhưng mà em biết đấy, anh tin rằng trai tốt thì sẽ đến thiên đường, còn trai hư thì sẽ đến thiên đường đến cho em. Chưa, thấy hướng lạnh không? Tôi đã nói rồi mà. Mời Vũ Thu Phương. À, Thu Phương, ơ gì? Vũ Phương. Vũ gì vậy? Nói một hồi tôi liệu theo à. Chào Nhung. Anh có theo dõi em trên TikTok. Hôm nay anh đứng ở đây, anh mang theo tất cả những sự tinh tế và chân thành của một người đàn ông để dành cho em. Và nếu như em muốn có một tình yêu trọn vẹn, yên bình, thì tại sao em lại không chọn anh nhé? I'm in love with you. Yeah, I'm in love with you. I know I'm not supposed to be, but I am. Cảm ơn các bạn. Quý vị khán giả cho tôi ý kiến của quý vị xem ạ. Đầu quá, Vũ Phương. Wow. 253342. Mời em đứng dậy. Cố lên. Chọn theo trái tim và cảm xúc của mình nha. Linh cảm của đây mình. Đây là bó hoa của 007 Flowers. Bó hoa này đang thiếu đúng cái bông màu tím. Hy vọng em đừng để bó hoa nhuốm thêm một màu tím nào nữa. Hãy
trao nó cho đúng người đàn ông thuộc về em. Quả là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn của nữ chính trước ba chàng trai vô cùng ấn tượng. Liệu cái tên nào sẽ là chủ nhân bó hoa đấy? Trao nó cho đúng người đàn ông thuộc về em. Chỉ có một mình anh này nhìn bạn nữ rất kỹ. Có thể là mọi người nhìn thấy cái ánh mắt đó hơi bad boy quá, nhưng mà thật sự có những người họ chân thành và họ chỉ muốn nhìn cái người họ yêu thôi. Em hãy đưa ra quyết định của mình dựa trên cảm xúc và lý trí của em ngày hôm nay. Và nếu như em muốn có một tình yêu trọn vẹn, yên bình thì tại sao em lại không chọn anh nhé? Mời em về, dạ, bớt ôm lại à, dạ, chưa gì à, dạ, mọc chưa đóng à. Xin mời các bạn vào cho phần lộ diện. Vì sao em chọn bạn ấy? Em thấy cái năng lượng của bạn đó toát ra có cùng tần số với em á. Đó là? Vui vẻ, hài hước và thú vị lắm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với anh số 1, Eric. Em nghĩ là anh này tím. Tím phải không ạ? Dạ. Tú thì sao ạ? Độc thân ạ. Độc thân. Em xanh. Xanh. Quận 4 chọn tím. Dạ, em cũng cho là màu tím. Ok, mời Eric. Rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương nụ cười đó. Và anh mắt wow. Đó làm ta thấy khó chịu lắm ý, nhưng có sao ta vẫn cứ thích ngắm hoài. Nhớ lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất mạnh mẽ. Rồi không biết khi nào lại mong chờ chung lối về. Ngại ghê, sao lại như thế? Rồi chẳng biết làm sao để nói ra đây, sao có thể chối lắm thay. Đừng giấu trong tim hết những lời này. Ta thích có mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ ra thì ta càng thích vì ta được bên cậu lâu thật lâu. Oh. Ta cùng nhớ cùng lớn lên chung phương, đi học ta cùng đi chung một đường. Rồi cứ thế từng ngày, chẳng biết từ bao giờ ta đã vẫn vương nụ cười đó và ánh mắt đó. Ngắm hoài, nhớ lúc khi cả hai còn bé, ta đã thấy cậu rất
đứng cửa nào đây. Chưa đi vui tiệm làm hết chưa tiệm mặc áo vô không tiệm nè phải anh không nếu là anh thì anh mặc giùm em wow. Wow, ánh mắt mình là đúng. Chào em là ai? Chào anh Thành, chào tất cả mọi người đã có mặt tại trường quay. Em là Eric Nguyễn, hiện nay thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Có twist gì không? Em nghĩ là không đâu. Chữ nào? Em nghĩ là chữ G, ba bi một xíu. Tại vì thực ra bản thân em cũng hơi bối rối một xíu về cái xu hướng của mình. Là chưa biết mình thích cái gì luôn? Không, thực ra là em biết là em thích nam rồi. Nhưng mà ngày xưa thì em cũng có hẹn hò với nữ và em cũng có tình cảm với bạn đấy. Nhưng mà từ hồi mà hẹn hò với con trai thì em cảm thấy là có cảm xúc nhiều hơn. Thì đó là gay, đó là gì nữa? Nhưng mà em vẫn nghĩ là có 20% gì đấy. Bây giờ có ra được có bao giờ còn thích nữa không? Vẫn có một số bạn nữ khiến cho em cảm thấy là có cảm tình, cũng rung rinh một chút. Ừ, vậy là còn trong chữ B, bisexual. Dạ. Em làm nghề gì? Dạ, hiện nay thì em đang có một startup về giáo dục, về mảng khai vấn hướng nghiệp và marketing. Thì ngoài ra em cũng là nhà sáng tạo nội dung ở trên TikTok với YouTube và với nickname là Eric Thỏ. Eric Thỏ hả? Thường nghe cái nickname mình anh nghĩ là tím rồi. Ừ, đàn ông cũng ít ai Eric Thỏ lắm đúng không? Eric cáo trồn rồi chứ ai mà thỏ. Thật sự nhìn không biết á anh. Mà thích chơi bắn súng nữa chứ. Ờ sao thích chơi bắn súng hay vậy? Tại vì ngày xưa em cũng có thời gian tập luyện súng khoảng 2 năm gì đấy, đào tạo bài bản luôn. Ui, đào tạo bài bản là sao? Em là dân thi đấu SEA Games à? Không ạ, em hơi đặc biệt một xíu, em có thời gian phục vụ ở trong quân ngũ. Wow. Rồi sao không đi lính nữa? Tại vì em thấy là mình muốn khám phá thế giới này hơn nên là em quyết định là em đổi định hướng nghề nghiệp của mình. Bởi vì anh cũng ngạc nhiên, ít ai trong cái nhóm này thích bắn súng lắm em. Dạ, bắn cái hết hồn bung hết luôn đó anh. Thì cái đó bắn cái là tự nhiên giật ngược là cái là nó xả ra hết đó chứ sao? Không, em là lạ đó. Để tới năm nào em phát hiện ra mình có cái cảm xúc khác biệt. Thực ra là ngày cấp 3 hoặc là lên năm nhất đại học thì em vẫn hẹn hò với các bạn nữ bình thường. Ừ. Rồi đến năm 2 thì vô tình em nói chuyện với cả một bạn nam thì bắt đầu cảm thấy là mình rất là mến bạn này và muốn tìm hiểu thêm. Thế sau đấy hai đứa phát sinh tình cảm rất là sâu đậm và quyết định là trở thành người thương của nhau. Từ hồi đấy là em quyết định là em sẽ chuyển sang thích cái đối phương là nam giới vì nó khiến cho em cảm thấy thoải mái hơn. Hiện tại em có người yêu chưa? Dạ, hiện tại là chưa có. Vì sao em đến đây? Bản thân em cũng có một cái tệp follower và được xây dựng hình ảnh khá là tích cực ở trên mạng xã hội. Nên là em nghĩ là nếu mà em xuất hiện thì nó sẽ làm cho cộng đồng được đón nhận một cách tích cực hơn. Thật ra nếu em nghĩ như vậy thì em đang làm đúng rồi. Là bởi vì ngày hôm nay anh là người cùng với cả Tú luôn bảo vệ em rất là nhiều. Bởi vì anh thấy là em hoàn toàn rất là man. Mà mình cảm giác đây là một người đàn ông man mà kiểu man đáng yêu ấy. Cho nên á, khi em thông báo cái điều này là mọi người ở dưới ai cũng sửng sốt. Lâm với Khánh là tại vì bây giờ không còn ai tím nữa cho nên mới phải chọn dựa trên xác suất thôi. Em cảm ơn mọi người ạ. Bố mẹ có biết không? Thực ra là em mới chỉ cắm ao với mẹ em khoảng 3 năm trước thôi. Nhưng mà mẹ em thì vẫn chưa dám đón nhận cái sự thật đấy. Ừ. Còn bố em thì em vẫn chưa đủ dũng cảm để có thể nói chuyện với bố về cái vấn đề này. Rồi tối nay về đối diện hay sao? Em nghĩ chắc là em sẽ phải sớm chia sẻ thôi. Chắc là trước khi chương trình phát sóng thì em sẽ gọi về gia đình ạ. Ừ, dạ. Mà gia đình em chắc cũng dễ thỏa hiệp rồi đúng không? Như em đã từng nói. Thực ra là cái này lại không may mắn lắm. Tại vì em là người gốc Bắc.
em nghĩ là ở ngoài Bắc thì cũng không quá phổ biến về cái vấn đề này. Đúng. Thành ra là mẹ em là một người em thấy đã rất cởi mở, nhưng mẹ em cũng không dám đón nhận nó nữa. Không dám nó khác với là không đón nhận. Không đón nhận là bên trong người ta không muốn đón nhận. Còn không dám là đôi khi người ta phải đón nhận, nhưng mà chỉ vì những cái bên ngoài nó tác động quá nhiều, người ta sợ, người ta phải đối diện với những điều đó, cho nên người ta mới không dám thôi. Thì như em đã nói, nếu mẹ em đã biết trong 3 năm, mà trong 3 năm qua em vô sự, em bình an, có nghĩa là mẹ đã chấp nhận. Nhưng mà mẹ sợ phải đối diện thôi, em hiểu không? Đã. Thưa bác trai bác gái ở nhà, dù cho thí dụ như ngày hôm nay các bác có xem chương trình, có biết được chuyện này, bạn có nói trước hay nói sau gì cháu không biết, nhưng mà bác thấy không, bạn rất là dễ thương, rất là tích cực. Như vậy có nghĩa là mọi người không có một cái lý do gì để phải buồn hay phải xấu hổ. Thì cái nhóm giới tính nó cũng giống như nhóm máu vậy mà, người máu A, người máu B thì phải có người máu AB thôi. Em cảm ơn anh rất là nhiều và em cũng hy vọng rằng bố mẹ em sẽ có thể thông cảm được như vậy. Tôi cũng muốn nói là cảm ơn bạn rất là nhiều đã chọn chương trình để mà mình có thể sống đúng với cái giới tính của mình. Và hy vọng rằng là với cái câu chuyện của bạn sẽ truyền ra một cái cảm hứng, thông điệp tích cực và cởi mở hơn về giới tính, cũng như là được sự đón nhận của thế hệ đi trước. Và hy vọng rằng là bạn mãi mãi khỏe mạnh và có thể luôn sống lạc quan và tích cực như là bạn của hiện tại ở đây. Cảm ơn chị nhiều ạ. Anh nói gì với bạn nữ của anh đi. Eric rất là vui khi mà bạn nữ đã đưa ra một quyết định sáng suốt như vậy. Và Eric hy vọng rằng sau ngày hôm nay em sẽ có thể tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Anh thật sự bất ngờ nha. Thiệt luôn á, ngỡ ngàng luôn á. Rồi, Phi Hùng của chúng ta. Tú vẫn là tím phải không ạ? Đúng, em tin vào cái ánh mắt khi mà em tương tác với bạn. Nếu bạn là tím thì cũng là bisexual. Em vẫn giữ quan điểm là màu đỏ. Đã có cô chị chủ. Vẫn là con của cô chủ. Chắc em giống chị Tú á, chút xíu cảm nhận về anh này. Em gái. Em nghĩ anh đã có chủ rồi. Mời Phi Hùng. Em xin như giấc mơ cho mẹ đen tan đi mau. Hey girl, dễ thương, anh dễ thương. Dài, cho đêm nay mình sẽ thêm bài ca. Okay. Baby say eh eh eh, let me say eh eh eh, baby say eh eh eh. Bộ đồ dễ thương quá. Bộ đồ dễ thương. Để mình để anh mời một ly vodka được không em? Hãy để rap này thay anh nói ra hết được không? Nhìn cái tai kìa. Cái tai cho đêm nay mình say theo bài ca. Em sao bây giờ mới lòi hơi hơi tím nè. Trời ơi, còn cái dáng ti kia thấy chưa? Chỉ nay quyện theo hơi thở đồng chim. Bây giờ chắc không thể hết tất cả phút em đâu thể ngờ. Baby, em có một vẻ đẹp thật kiêu sa. Tình yêu em đôi chân mềm mại cho anh ngất ngây. Nãy chơi game không thấy hả? Hey girl, em như đêm cùng, em xin như giấc mơ cho mây đen tan đi mau. Hey girl, em như ngây dại cho đêm nay mình say theo bài ca. Say, hey, hey, hey.
Trời ơi. Mình đã có chỗ. Ánh đèn lúc này đã dần hướng về phía. Không nha, không tin. Đợi coi hết. Này em là duy nhất. Nghe hẻ kìa. Closer to you, eh. Đôi môi tâm trí này quyện theo hơi thở đắm chìm. Nằm bên tai em biết, it's my love you love. Anh sẽ cho em thấy hết tất cả phút em đâu chỉ lơ. Baby, em có một vẻ đẹp thật thiếu xa. Oh, Huệ. Chị chủ nó xuất hiện à. Con bà chủ. Một là con bà chủ. Hai là sắp tới là bà chủ. Ba, hiện giờ nó là bà chủ luôn. Đâu rảnh nhuộm tóc màu vàng. Đúng cái tóc. Phải có nghề mới làm được mấy cái đầu này. Cái chương trình này nó làm riết rồi. Bây giờ tôi không còn một niềm tin nào với cái trái đất này nữa. Xin chào. Chào anh Trần Thành ạ. Em là em gái chị hay con gái bà chủ, hay sẽ là bà chủ, hay hiện giờ là chủ? Ánh nạt vô mặt người ta đó nè. Không phải dằn mặt vậy cho nó thiệt. Nhìn vô mắt tôi nói vô đàng hoàng tự tế. Trời ơi. Ác 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 nha. Ác lắm, phải ác vậy đó. Phải ác vậy đó. Em chào tất cả mọi người ạ. Em là con gái bà chủ. Oh. Yeah. Lâm ơi, nói giỡn mà thiệt kìa. Thiệt không? Chắc không? Chắc không? Chắc ạ. Là ổng làm cho nhà em hả? Thiệt luôn hả? Là cái cua luôn ta đúng không? Ủa sao ông Lâm nó đại mà dính vậy? Sao nó đại mà dính vậy? Không, nhiều khi anh Lâm nói thiệt á anh. Anh Lâm phân tích đồ dữ dội lắm mà. Ôi, vậy em đã phân tích đúng rồi. Với cái mặt gọi là vui vẻ lắm anh. Ai có thiện cảm hết là lúc nào phải địa. Một là bà chủ, hai là con bà chủ thôi. Ai mà về đâu. Em là ai? Em chào anh Trần Thành. Chào tất cả mọi người và chào ban cố vấn. Chào Nhung ạ. Chào xong không nói mình là ai vậy? Hiện tại em đang là barber ạ. Ai không biết. Là thợ cạo. Và bên cạnh đó thì em cũng là một KOL về mảng fashion. Hàng chi ăn bận rất là thời trang. Và đây là... Đây là chị gái của em. Hả? Thấy chưa? Yeah. Rồi. Chúng ta đúng. Wow. Xuất sắc. Không, em nghĩ còn lật một cái nữa. Không lật rồi. Còn lật nữa không? Lật đi. Ờ ha, nhiều khi lật nữa làm sao lật hả? Lật nữa không vậy? Nhiều khi độc thân. Nè, lật nữa nè, nói cho giữ vô cái đoạn này mới bắt đầu nói nè. Nói nó lật lần nữa mới dục nè. Đi. Thiệt không? Đó, nói đó. Chị gái thiệt hả? Em là con gái ba chủ. Thiệt luôn. Trời, con nhỏ này nó nói mà bây giờ mình không dám nói hết, nó nhìn kia mà cái gì nữa vậy? Là sao? Cái gì nữa vậy? Anh nhạc ơi, không gột hả? Này tao nói thiệt á, chưa bao giờ tao làm MC mà tao hèn vậy luôn á Lâm, tao thề luôn á Lâm. Giờ tao ngầu luôn nè, tao coi mày làm gì nữa mà thiệt á. Giờ tao chở búa luôn nè, tao ngầu luôn, tao coi phải làm gì đó. Mày lừa hoài, hết biên tập. Chương trình chuyển sang màu đỏ đi ạ. Em là con gái bà chủ thật mà.
Đây là Hùng, em trai của em và em là chị gái của Hùng ạ. Yeah. Hết hồn. Trời ơi, con bé này nó cũng theo phe kia, nó lừa lọc mình hết. Anh ơi, kiểm tra chứng minh nhân dân đi. Hộ khẩu mới được. Em nghĩ vậy. Lấy hộ khẩu ra tao coi coi đúng rồi tao nói tiếp nè. Giờ không có hộ khẩu không có nói tiếp đâu. Tức ghê vậy chứ. Thiệt á hai em? Vâng, bọn em là hai chị em ruột ạ. Giống không? Giống mà. Ê, ngộ nha bay. Ngày xưa hai mẹ con ta tao nhìn không ra. Giờ hai chị em ta ruột vậy tao nhìn tao tưởng hai bộ. Sao kỳ vậy ta? Thì đó càng ngày càng lục nghề đó. Sao càng ngày càng già nu không? Hậu Covid là có thiệt em ơi, thiệt á. Chị ruột thiệt á hả? Vâng ạ. Em đừng có làm anh hồi nó điên nó khùng cái em lật lại nữa nha. Em là Hoàng Hải Hiền và đây là Hoàng Phi Hùng. Hoàng Phi Hùng. Yeah, Hoàng Phi Hùng luôn. Em là Tím thiệt hả? Dạ em là Tím ạ. Em là chữ nào? Vâng, em là Golden Gay. Golden Gay là sao? Golden Gay là một thuật ngữ ở bên nước ngoài chỉ những người chưa từng có mối quan hệ nào với con gái. À, là coi như là gay thuần khiết luôn đúng không ạ? Nguyên chất. Tại vì ở Mỹ, bên San Francisco đó, có một cái cầu nổi tiếng tên là Golden Gate. Thì San Francisco cũng là một cái thành phố nơi xuất thân của lá cờ tấu màu, mà ngày xưa người ta đấu tranh phong trào để giành tiếng nói và quyền độc lập cho LGBT. Muốn ở luôn được không anh? Được á. Dọn qua khi làm đại diện cùng hòa nhịp. Tại vì qua bên đó là sẽ không có cái gì gọi là kỳ thị cả. Tại vì ai kỳ thị người đó mới bị kỳ thị đó. Hiểu, hiểu không? Dạ yeah. Chào em Golden Gay. Bên nhà anh bên River Gay. Là hôm nay em đến đây là cả gia đình biết luôn phải không? Tất cả mọi người trong công ty em đều biết em đến đây. Mẹ em cũng biết nhưng mà mẹ em không biết chương trình này nó như thế nào. Lần sau mình cứ nói mình gay thôi chứ không gọi là em bị gay. Bị nghe nó khổ sở lắm. Mà em đâu có nói là bị đâu. Hả? Đâu cái nãy nói gì? Dạ thì anh đơm đặt á, anh Thành người ta có nói đâu. Em bảo đến là đây. Mọi người trong công ty em đều biết là em đến đây. À đến đây. Ừ. Anh trời ơi anh nghe là em bị gay. Anh vui rồi anh lãng tay luôn rồi anh Thành ơi. Anh già luôn rồi. Chết rồi. Mắt thì không nhìn thấy. Đúng, tay thì lãng. Chứ cái tính tiêu dệt của mình nữa. Trời ơi, thiệt á, mắt mờ, tai ù, bây giờ không biết cuộc sống trên cõi đời này để nhận ra cái gì hay không. Ok. Khi nào em phát hiện điều đó? À, nếu như mà là chính thức thì là năm lớp 6 ạ. Lúc đấy là em thích một bạn kiểu như bạn thân của em. Trước đấy thì em đã biết đến sự gay này ạ. Mới lớp 6 mà biết định nghĩa rồi đó hả? Năm lớp 5 là em đã hiểu định nghĩa như thế nào là thẳng và như thế nào là cong. Và em bắt đầu tìm hiểu về giới LGBT thì đến năm lớp 6 thì coi như là em đã identify em là gay ạ. Cá tính thật, đúng là bad boy nhỉ. Em nói với gia đình thế nào về điều này? Thực ra là cái việc come out của em nó là một việc khá là bất đắc dĩ ạ. Đợt đấy là cô giáo chủ nhiệm em gọi điện cho mẹ em và bảo với mẹ em là chị xem lại con chị nhé. Nó bôi son đánh phấn đến trường đấy. Ủa? Really? Không ạ. Em không bôi son đánh phấn đến trường. Em không hiểu vì sao cô ấy lại nói như thế. Mà cô có thấy em với bạn nào không mà cô nói như vậy? Lúc đấy thì em đang chơi với một nhóm bạn nữ. Thì là em cũng có qua nhà bạn ý để mua mặt nạ ngọc trai ạ. Làm đẹp. Thì lúc đấy là cô, tình cờ cô ấy cũng ở đấy. Thì là cô ấy nhìn thấy thì cô ấy như kiểu là khẳng định hơn ạ. Lúc đó gia đình phản ứng sao Cương? Mẹ em khóc rất nhiều ạ. Bởi vì bố em thì mất sớm, trong gia đình không còn người đàn ông nữa. Thì thường người mẹ sẽ đặt hết niềm tin và kiểu sự kỳ vọng vào con trai mình. Thế nhưng mà đến khi mà mẹ em biết được thì mẹ em sốc. Mẹ em còn định đưa Hùng xem bói, đi đến bác sĩ. Hùng bảo với mẹ em là đấy không phải là bệnh, đấy là cái xu hướng tính dục của con nó không thay đổi được. Mà mẹ em sợ nhất khi mà biết là con trai mình gay á, là mẹ em sợ là em sẽ có một cuộc sống kiểu dựa dẫm vào người khác, buông thả, sống kiểu tầm gửi ạ. Thì cho đến bây giờ bạn ấy đã có thể tự nuôi sống bản thân mình, có công ăn việc làm ổn định. Thì đến khoảng 1-2 năm gần đây mẹ em mới kiểu thật sự thoải mái về việc đấy và thật sự cởi mở. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được gì nhầm? Chương trình này được tạo ra không những chỉ để phụ huynh hiểu các bạn
mà cũng để cho các bạn trong giới LGBT hiểu phụ huynh. Là nếu như các bạn đặt cái não trạng của mình là não trạng của họ, sinh ra trong thời đó, lớn lên trong thời đó, và nếu như người ta không chấp nhận, chúng ta không thể nói họ ích kỷ hay là họ không thương con được, không ạ. Người ta không có đủ cái điều kiện để người ta hiểu ngay được. Như vậy thì cái việc chúng ta cần phải làm là gì ạ? Là chứng minh, là sống thật tốt vào con tôi. Nó come out, nó như thế này, nhưng rõ ràng nó vẫn có thể lo cho gia đình, nó vẫn có thể có chỗ đứng trong xã hội, làm được mọi chuyện của một người đàn ông bình thường sẽ làm được. Bố mẹ có chấp nhận hay không là nhìn vào cái cách đó đó. Ok, chúc mừng em đã rất giỏi trong việc trốn tìm ha. Bình thường em cũng như thế đấy ạ. Mọi người cũng đều nghĩ em thế nếu như mà em không come out với mọi người á. Bây giờ thì nó lại khác. Có nhá, lúc nãy thì không. Tươi Dương bảo Lâm bảo em ngâm bồn, ngâm cồn, ngâm kìm gì các kiểu thứ 7 ngày không phai. Anh chàng này bây giờ mà thả anh vô cái dung dịch quỳ tím, nhúng ra nhúng vô, nhúng ra nhúng vô, ngâm 3 đêm vẫn không nào tím được. Là đàn ông rặt mà thôi. Hay thiệt. Thì em phải thấy rằng là đấy, chiếc áo màu tím không có giá trị. Em á, hậu Covid còn nặng hơn anh rồi đó Lâm. Không mà hay quá anh, thì không nào nhìn mặt bắt hình dung được. Đúng không? Đây là cái anh mà gọi là em khẳng định là không bao giờ đập bàn, đập ghế đồ. Em giải thành sạch cũng gì anh này. Đó. Mà ai dè anh quay là một cái hú hồn. Độ nó cũng giọng nền, râm râm râm. Anh này mà màu tím em đi đầu xuống đất cái gì đó. Thật sự luôn, vô đây là mù chữ luôn, thiệt sự không nhìn ra được. Hồi nãy chỉ có một mình anh Minh Tú thôi đó. Tại vì á, là trong cái ánh mắt của bạn á, đưa cho Minh Tú một cái năng lượng nó rất là khác. Lúc đó mình không cảm nhận mình là phụ nữ luôn á, mình đang cảm nhận mình là một người con trai trong mắt bạn. Trời ơi. Cảm giác gì kinh gì vậy? Minh Tú có một câu muốn hỏi chị gái thôi. Thì cái việc mà bạn đón nhận và giúp đỡ cái người em này để sống đúng với cái giới tính của bạn như thế nào? Em cảm thấy mình đón nhận việc này rất bình thường ạ. Hùng làm gì em cũng đồng tình. Nếu mà có gì đó lệch hướng thì em sẽ mong muốn là mình có thể đưa Hùng trở lại với cái con đường đúng. Cho đến bây giờ thì mẹ em và em cũng có cùng chung một mục đích. Đấy chính là làm thế nào để kiểu người con trai duy nhất trong gia đình sẽ được hạnh phúc với quyết định của bạn ý. Gia đình đáng yêu nhỉ. Một người chị gái tuyệt vời. Dạ, yeah, cũng chúc cho gia đình của em lúc nào cũng vui như thế. Tại vì thấy bạn này năng lượng quá tích cực đi, rất là đáng yêu. Và anh nhìn em là anh biết bản thân em cũng là một người sẽ thành công trong cuộc sống. Bởi vì em rất biết cách đón nhận mọi thứ đến với mình. Bất cứ một cái người nào mà làm quá những cái gì mà đã đến với mình, những người đó tự làm khổ mình thôi. Ví dụ như giới tính của một người là con của mình, ví dụ vậy. Hay là năn nỉ con có vợ đi, sao năn nỉ được, năn nỉ hàng xóm bớt nói đi, làm sao cản người ta được. Giải quyết hay không là giải quyết cái tâm lý của mình á, là mình đón nhận nó có bình thường hay là không thôi. Thí dụ hỏi con bạn vậy hả, nói ừ con tao vậy đó, thì ngày mai người ta còn cái gì để mà nói. Đúng không ạ? Còn cái gì mà nói. Hãy nhớ câu này, một ngày tồi tệ và một ngày tuyệt vời chỉ khác nhau cách bạn đón nhận ngày đó. Rồi, trước khi chia tay nói với bạn nữ chính anh một câu nào đi nào. Chị Nhung sinh năm bao nhiêu ạ? 97. Em 98 ạ. Ok, yeah. Chào em. Em nghĩ là chị sẽ rất là hạnh phúc với cái lựa chọn ngày hôm nay. Tại vì là em cảm thấy năng lượng của hai anh chị rất là hợp nhau ạ. Em chúc chị mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn Hùng rất nhiều. Cảm ơn Hùng hôm nay đã đến cùng với chị gái đưa những cái năng lượng thật là tích cực cho cộng đồng LGBT của mình. Mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng chị phải lựa chọn. Cảm ơn Hùng. Cảm ơn hai đứa con bà chủ. Dạ, cho em nói một lời nữa được. Nói gì? Dạ, em muốn gửi lời nói đến cho tất cả các bạn trong cộng đồng ngoài kia. Là nếu như các bạn có ở trong trường hợp như mình hoặc là tệ hơn mình, thì hãy cố gắng trau dồi bản thân, có một cuộc sống tốt hơn. Thì tự khắc mọi chuyện nó sẽ tiêu tan đi hết. Và em cũng muốn gửi lời nói đến cho mẹ em là nếu như có kiếp sau thì con cũng muốn làm con mẹ nữa. Thank you. Chắc chắn là bác sẽ rất là vui vì điều này. Thank you các bạn. Dễ thương nhỉ?
Một gia đình rất là đáng yêu đấy. Cái ông còn lại là màu tím đó, tôi xỉu luôn đó, tôi xỉu ngang luôn đó. Lỡ đâu màu đỏ thì sao anh? Ê, mà nếu màu đỏ nữa thì chắc là em phải gặp nhau bãi xe thật cái cô đó. Tôi cho cái màu đi nè. Xanh. À, em nghĩ là xanh đi. Xanh. Thôi, tới giây phút này rồi em cũng buông bỏ. Không muốn sân si cuộc đời nữa phải không ạ? Độc thân, anh chàng này là độc thân. Chắc không? Có. Ra đi em ơi. Liệu sự rung động ấy có đem đến cho cô gái một cái kết đẹp? Tất cả sẽ có sau vài phút dành cho quảng cáo. Người ấy là ai? Người ấy là ai? Wow. Dậy sau giờ sáng, thanh niên trai tráng người tàn, chưa yêu nhưng mà cũng chẳng dám, tiền tiêu thì vẫn tiêu bằng thang, nhưng vào một buổi chiều trên đường về nhà vẫn cứ đang phiêu như thường thế mà, được phần tình yêu khiêm bớt nhẹ qua, không bị chảy chóc nhưng đầu óc thấy lạ. Em từ đâu rơi xuống đây, được tiền thần trên những luồng bay, em làm anh cứ cuống tay đầu quay cuồng dù không muốn say. Em chỉ cần nắm đôi tay vì lắm chỗ cay rồi cũng sẽ qua, nhưng thôi em cứ gửi gắm đây này rồi sẽ có ngày. Sẽ còn này anh được đem trên con xe tay ga, nói yêu thật khẽ mà em nghe hay ta. Với đôi là nhìn em đã che tay và đầu cứ lỡ hay thoáng nghĩ về ngày mai chúng ta thành đôi. Sớm thức giấc em nằm cạnh tôi, dậy vuốt tóc thật là bành rồi chuẩn bị bữa sáng. Em chọn anh hay là trần gian vẫn bay về u thâu đêm tới sáng. Bóng em thật toán kiểu xa thế yêu em quá rồi. Join ly đen đá vì miêu thì anh không thể. Kiss you so sweet, feeling my love. Falling in your lips, okay. Sẽ đổi màu mất. Không có đổi đâu em. Cái bộ đồ trai thẳng ra tố giác bạn rồi. Màu tím mai chọn cái gì nịch hết trơn á. Có đổi màu nữa không? Em đủ anh biết ạ. Trời ơi, nó nói sao nghe sợ vậy trời. Vẫn chưa chuyển màu. Ô,
Cái đó là sành đó. Bạn là ai? Em chào anh Trần Thanh, ban cố vấn cùng toàn thể các vị khán giả đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay ạ. Em tên là Vũ Phương và em đến từ Hà Nội. Hiện tại công việc của em đang là diễn viên tự do và là một nhà sáng tạo trên TikTok và YouTube ạ. Anh đừng có đa nghi quá. Không, phải vậy chứ bây giờ nó ghê lắm. Mờ cờ à, mặc áo mờ cờ là muốn cưới ai vậy? Em sắp có. Có không? Đây, đây. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Và yêu như chưa từng yêu. Đón đi. Đón luôn à? Thì đón đi. Vâng ạ. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời. Mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Cho anh biết là em nghĩ gì về anh ta? Khi mà em đã quyết định chọn ảnh rồi thì em đã thấy anh có chung năng lượng và là một người thú vị để mà em có thể khám phá. Với lại ảnh cũng làm sáng tạo nội dung, em nghĩ hai bọn em trong tương lai sẽ sản xuất ra nhiều nội dung thú vị cùng nhau. Trời ơi. Rồi. Đến lượt em. Đến lượt em chú, phải nói chú. Em cảm thấy bạn ý là một người rất xinh đẹp và tích cực lạc quan. Em cảm nhận được là bọn em có chung tần số và năng lượng. Nếu như mà bọn em trở thành một cặp thì sẽ trở thành một couple thú vị, hài hước. Giống như là ngày xưa bụng chúa gả cho phò mã đồ anh. Cái đó sẽ là nó cùng giai cấp em, còn ta cùng tần số nó khác. Bạn nam có nghe câu chuyện của bạn nữ không? Em nghĩ là em sẽ đón nhận cái việc này như thế nào? Về câu chuyện của bạn ấy thì thật ra là trước đây em cũng đã từng quen một bạn như vậy. Trước khi quen em thì bạn ấy có quen một bạn nữ khác. Quen là em quen một bạn nam đã từng quen một bạn nữ khác hay em quen một là bạn nữ không? Yêu của em quen một bạn nữ khác. À ok. Và sau khi mà nghe bạn ấy kể về câu chuyện của mình thì em thấy em thương và đồng cảm cho bạn ấy nhiều hơn. Chứ em không có đánh giá với cái chuyện đó, vì đó là cảm xúc của mỗi người ạ. Em tôn trọng cái điều đó. Em có câu hỏi gì muốn hỏi bạn trước khi mình có một buổi hẹn hò với nhau không? Em muốn hỏi một câu là anh có sẵn sàng và một mối quan hệ yêu xa không? Trước đây thì anh đã từng yêu xa được một năm. Anh ở Hà Nội, bạn ấy ở trong Sài Gòn luôn. Cái câu chuyện mà bọn anh gặp nhau chỉ được có 6 lần thôi. Lần cuối cùng gặp, anh phát hiện ra là bạn ý phản bội anh. Sau đó thì anh và bạn ý cũng kết thúc chuyện tình. Và hôm nay anh đến đây, anh cảm nhận được em là một cô gái rất là chân thành. Và anh nghĩ là quyết định của mình là không sai. Cảm ơn em đã chọn anh. Anh nói gì muốn con như vậy không? Cuộc sống mà, cái gì có duyên thì sẽ đến thôi. Và một lần nữa, chúc mừng nữ chính đã chọn đúng người. Chúc mừng anh Thành. Yeah. Xin mời các cố vấn cùng lên đây chúc mừng cho các bạn ấy đi nào. Cảm ơn nha. Cảm ơn chị Lội. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Người ấy là ai? Do VOn và V Channel thuộc Đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel V Giải trí và siêu ứng dụng giải trí VOn. VOn không thể rời mắt. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Mirinda. Mirinda, vị soda kem Việt Quốc chua ngọt thơm béo ngon xoắn lưỡi. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ GHB Corporation, hệ thống chăm sóc sắc đẹp cao cấp thuộc Thinko Group đã đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn có thể tải ngay siêu ứng dụng giải trí VOn để có thể xem sớm nhất và trọn vẹn người ấy là ai.
Và chúng tôi cũng xin mời quý vị và các bạn hãy fuelvz.vn, siêu vũ trụ giải trí đa tầng, đối tác truyền thông chính thức để trải nghiệm những nội dung độc quyền. Quý vị và các bạn có thể theo dõi những câu chuyện bên lề của các cặp đôi qua Vion Love Ride được phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Và cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ những trang phục rất đẹp cho các quý ông của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mở ngay Vion và xem tiếp câu chuyện hậu trường của tình yêu đặc biệt với Vion Love Ride. Vion Love Ride phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Đừng rời mắt. Gọi người ấy là ai tuần sau là một cơn địa chấn. Khán giả sẽ phải quay cuồng bởi... Are you ready? Năm cơn bão cực chấn động. Được nha. Quay cuồng trong mơ hồ. Em thấy Ngộ Không này có 72 phép thần thông nha. Đúng vậy. Đánh một cái là mấy em ở dưới là xỉu đó. Nhưng mà quánh nhạc á, nhiều gái theo là em có ngại cái đó không? Dạ không, em đánh bại tất cả. Cùng cô nàng nữ chính chất đứa đi theo trở ta. Ồ, chiến trở mà. Liệu dàng quân sư tuần này có nối được tơ hồng thầy sẽ càng rối như tơ vò đấy. Em có cái bài hát này luôn á. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao. Vậy đi về đi. Mệt quá, tới chương trình mà không ai biết cái gì cho tôi đi về đi. Tôi nghĩ là bạn vẫn là đã có chủ á. Những bạn diễn viên trẻ thường hay có vợ sớm. Em giờ nè, xem Minh Dự nè. Anh chọn ai? BB Trần nè, Hải Triều, có ai có vợ đâu. Ví dụ có cái đá lông nghèo nè. Dễ thương quá. Dễ thương quá, mới nói là ổ bà mới che người ta luôn á. Cùng chờ xem trong tập tiếp theo vào lúc 20 giờ thứ sáu trên kênh HTV2 V Channel và siêu ứng dụng giải trí Vion. Vion không thể rời mắt.